Chương 11 Vương Đằng Điên cuồng. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Chớ cùng ta dở trò gian Bổn công tử thời gian có hạn, không rảnh cùng ngươi náo Nghiêm hoa xuống ngựa, nhẹ nhàng dơ dơ mũi, bước vào lụi bại sân, người sau lưng mã dồn dập trào tiến vào Nhanh lên một chút đem đồ vật giao ra đây, ta thà cho ngươi khỏi chết Nghiêm hoa nhìn quét, mắt sáng như đuốc, lại biểu môi khinh thường, này cũng thật là một nhà quỷ nghèo a, à, này đều ngủ ở chính là cái gì? a, ô ô huyết dịch từ cha trong miệng tuôn ra, phản phất suối phun, cái kia máu yêu dị mà tươi đẹp. Phụ nhân nghe được động tĩnh, lau mồ hôi đi ra nhà bếp, nhìn lên kinh hãi đến biến sắc, oa cha của hắn. Ngươi làm sao vậy? Ngươi, ngươi có thể tuyệt đối không nên có việc a. À? Các ngươi đều là ai? Tại sao phải như vậy a? À? phụ nhân co quắp ngồi ở hán tử bên cạnh, khuôn mặt trên rỉ, nước mắt, trong nháy mắt làm ướt hán tử áo tan, cùng vết máu sen lẫn trong đồng thời, yêu diễm dị thương. Hừ! Đem dị bảo giao ra đây, chúng ta lập tức liền đi. Nghiêm hoa lướt nhanh một vòng, đứng trước người hai người, thô bạo nói. Hắn muốn dị bảo, chỉ cần có dị bảo, vậy hắn, liền cũng có thể tiến vào tông môn, đến thời điểm, ai còn sẽ nói hắn sẽ dựa vào đệ đệ dưới làng chài chúng cư dân dồn dập nghe được động tĩnh vây quanh ở bên ngoài nói nhỏ có không đành lòng có thoải mái tràn trề có đại thù đến báo cũng có con mắt không đành lòng coi nhìn cái gì vậy một đám nhà quê đều cút cho ta xa một chút nghiêm hoa mang đến chó săn đứng cửa quát to một tiếng mọi người dồn dập lui mấy bước hư nhà quê vô dụng trò chơi chó săn lẩm bẩm Hắn tử con mắt bị màu máu che đậy, gian nàng giơ tay lên, phẫn hận chỉ vào dương mảnh, hắn minh bạch, là dương mảnh, là hắn, là hắn đang trả thù. Hả? Nghiêm hoa cau mày, liếc nhìn dương mảnh. Dương mảnh sợ hết hồn, cuống quyết nhảy ra ngoài, nghiêm thiếu ta cũng không lừa ngươi a. À. Ta tận mắt thấy, nhà hắn tiểu tử từ bên kia trên núi hoang dẫn theo cái phát sáng gì đó về nhà. Lúc này, hắn cũng không dám thừa nhận, cái kia dị bảo là hắn nói bừa. Huống chi mấy tháng trước, bên kia núi hoang quần quả thật có năm màu dị tượng, hai quái thai cũng vẫn đúng là chính là từ bên ngoài trở về. Nghiêm hoa tin, quay đầu đi, hắn không tin dương mạnh dám lừa hắn, thanh sơn thành bên trong người đều biết, lừa hắn kết quả là cái gì. Nhà các ngươi tiểu tử đây. Để cho bọn họ lăn ra đây. Nhìn hai lão bất tử dáng vẻ, xác thực không giống biết gì bảo dáng vẻ, hắn cũng chỉ có thể nửa tin nửa ngờ, dời đi sự chú ý đến ba tuổi đứa nhỏ bên trên, Dương Mạnh vẫn nói quái thai trên người. Chỉ là, ha ha, nhưng trong lòng thì tràn đầy hoang đường vẻ, ba tuổi. Hắn cái kia tiến vào tông môn em trai thiên tài, sợ cũng vẫn chỉ là vừa vặn biết tu luyện đi. Ngươi liền hết hy vọng đi. Sớm muộn có một ngày, các ngươi sẽ gặp báo ứng. Phụ nhân tóc tai bù xù, khác nào điên phụ, cuồng loạn quát. Dương Mảnh, ngươi tới trừng trị nàng. Nghiêm Hoa híp híp mắt, né qua một tia hàng quang, ra tay với nàng, quả thực ô uế hắn dày. Tốt Nghiêm Thiếu. Dương Mảnh cười gằn tiếng lên, tại hạ làng chài này hẻo lánh trên đất, cũng không có cái gì khiêm nhượng lời giải thích. Liệt Nhật sáng quắc, kình phong gào thét, lôi hại thối lui, nhưng là để lại điểm điểm lôi vân, thỉnh thoảng dọa một cái người. Tiểu Nhị. Ngươi có hay không cái gì cảm giác quái dị, ta lão cảm thấy có chuyện gì muốn phát sinh vương đằng cau mày nói rằng vương nhị thật lòng gật gật đầu xác thực từ dưới sơn bắt đầu hắn liền cảm thấy trong lòng là lạ, lạ vừa bắt đầu còn tưởng rằng là bị chính mình đại ca đã kích thảm nhưng này rời nhà càng gần tim của hắn lại càng loạn càng sợ ta cũng cảm thấy không đúng trong nhà hẳn là sẽ không có chuyện chứ vương đằng khuôn mặt nhỏ hơi ngưng lại từ nơi sâu xa có loại cảm ứng trong nhà xảy ra vấn đề rồi vương nhị cũng đang nghi hoặc ở trong rốt cuộc là làm sao vậy hắn cũng không có vương đằng thiên phú chỉ có thể cảm thấy có việc phát sinh ôi chao phù ngươi làm gì thế chờ ta trong chớp mắt vương đằng chạy nhanh chóng đầy đất bụi bặm ở phía sau tung bay bắn tung tóe hắn đầy mặt cho bụi đi mau trong nhà xảy ra vấn đề rồi vương đằng du du dương dương thanh âm của từ phía trước truyền đến đảo mắt liền bỏ qua rồi vương nhị ho khan một cái phù vương nhị sắc mặt khó khăn một mặt màu đất cái kia bắn lên tới bụi bặm đều phiêu trên mặt hắn đi tới ngươi chờ ta một chút vương nhị rống lớn kêu lên nhìn thân ảnh kia càng ngày càng nhỏ nội tâm càng ngày càng khổ hai bên phong cảnh cấp tốc hướng về phía sau thối lui gào thét kình phong càng như 12 cấp bảo giống như, mạnh mẽ. Mặc dù như thế, Vương Nhị vẫn là đầy mặt tuyệt vọng, chỉ vì, hắn, không nhìn thấy Vương đằng bóng người. Chết tiệt! Trong nhà xảy ra chuyện gì? Hắn tin tưởng, Vương đằng nhất định là đã nhận ra cái gì, không phải vậy, hắn sẽ không như thế sốt ruột. Trạng thái như thế này, hắn cho tới bây giờ không có ở Vương đằng trên người từng thấy, trước nay chưa từng có không phải là dương mảnh chướng đột nhiên một đạo ý nghĩ từ trong đáy lòng hiện lên vương nhị biến sắc mặt không được ta phải nhanh đi về vương nhị hai cái tiểu chân ngắn trong phút chốc dường như phong hỏa đổi phiên giống như chuyển động lên không thấy rõ tung tích mà ở trong cơ thể hư huyễn năm màu quang đang nhanh chóng xoay tròn chuyển động tảng lớn năm màu quang hạt theo mỗi một lần chuyển động mà rắc ra tảng lớn lại đang trong nháy mắt dung nhập vào vương nhị trong cơ thể làm hắn tốc độ lần thứ hai tăng nhanh một đoạn. Cũng không lâu lắm, dưới làng chài xa xa có thể thấy được. Cửa thôn, hiếm thấy không có một bóng người, ngày xưa nhàn thoại lão nhân, chơi náo động đến thằng nhóc, hết thảy biến mất hết sạch. Vừa chạy vào làng, chỉ cảm thấy hoàn toàn yên tĩnh, phản phất, đây là một chết thôn. Đáng chết. Thật sự xảy ra vấn đề rồi. Vương nhị trong lòng run. Tâm, nhảy càng thêm cấp tốc lo lắng cầu khẩn lên, không nên gặp chuyện xấu. Nhất định không nên gặp chuyện xấu a. À? Một giây sau, một tiếng gào thét từ đằng xa truyền đến, như là giả thú điên cuồng, như chim quất giống như giống như gào thét, đó là đại ca vương đằng gào thét. Vương nhị con ngươi trong phút chốc bị màu máu tràn ngập, trong đầu chỉ còn dư lại một ý nghĩ, không nên gặp chuyện xấu. Không nên gặp chuyện xấu. Hừ. Tiện phụ ta để cho các ngươi hung hăng tự mình chuốt lấy cực khổ dương Mảnh cười gằn một cước đạp phải phụ nhân trên người phụ nhân sắc mặt khó khăn trên mặt có đạo đạo hắc ấn làm như dày vân máu me khắp người nằm nhoại hán tử trên người hán tử hai mắt tựa như muốn phun lửa từng ngụm từng ngụm máu tươi liệu mạng từ trong miệng tuôn ra muốn nói cái gì làm thế nào cũng nói không mở miệng ngươi cái kia quái thai nhi tử đây để hắn đi ra a, à, ta à, đi ra a, à, hoàng thủ, hoàng thủ a. À. Dương Mạnh xúc lực, kén nghĩ tư thế, một cước muốn hướng về phụ nhân cột sống đá vào. Một cước này, nhẹ thì bại liệt, nặng thì nổ chết. Dừng tay. Gào thét đột nhiên tự xa xa vang lên, giống như sấm sét, sét đánh giữa trời, thanh uy cuồng cuồng. Tiếp theo một cái chớp mắt, mọi người bên tai nổ vang, đinh tai nhức óc, theo sát làm như một đạo phong nhận thổi qua có quần áo giải thể. Oanh, hôi của nhà sụp đổ, bụi bặm tung tóe, hình thành một mảnh yên vụ. Yên vụ một bên, một đạo nho nhỏ bóng người đứng thẳng, ở đây nhưng là thiếu một người, dương mảnh. Nghiêm hoa đồng tử, con ngươi đột nhiên co rụt lại, cuống quyết cảnh giác lùi về sau, gọi thẳng, ngươi là ai? Người này, mang cho hắn đại áp lực, đại khủng bố, phản phất thiên tài giống như, dù cho, là ở đệ đệ hắn trước mặt, đều chưa từng có như vậy cảm thụ. Nghiêm hoa mang đến chó săn, càng là hai cổ chiến chiến, núp ở nghiêm hoa phía sau. Các ngươi, đáng chết, bóng người phía sau phản phất có dịu nhật bay lên, ngập trời kim diễm cháy hừng hực, hủy thiên diệt địa, không thể nhìn thẳng. Bóng người chạm đích, đầu tiên ánh vào nghiêm hoa mi mắt, là một đôi, không hề sắc thái máu mắt, đó là thế nào một đôi mắt, toàn thân đỏ như máu, máu giống như thuần túy, hồng đến mức tận cùng, phản phất cửu u chi nhãn lập tức mới nhìn rõ vương đằng khuôn mặt nhỏ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là vẻ lạnh lùng lệnh tất cả mọi người tại chỗ phản phất thân ở ngày đông giá rét tháng chạp bên trong ngươi ngươi không thể ra tay với ta nghiêm hoa sợ hãi đến sắc mặt trắng bệch vừa đi vừa lùi anh của ta anh của ta nhưng là thanh sơn tông đệ tử ngươi ngươi nếu như dám đối với ta ra tay hắn tuyệt đối sẽ không buông tha cho ngươi Vương Đằng không nói một lời, một bước, một bước, hướng về nghiêm hoa đi đến, chậm chậm mà mạnh mẽ. Cặp chân kia bước, phản phất từng cái từng cái nhịp trống, đánh ở nghiêm hoa trong lòng, mỗi đi một hồi, chính là chấn động. a à, cha mông lung mắt, muốn giơ tay, làm thế nào cũng không nhấc lên nổi. Phụ nhân ho ra máu, nằm nhòi hán tử trên người, ý thức mông lung. Ngươi, đáng chết, lạnh lẽo thanh âm của, không giống nhân gian, phản phất cửu u thẩm phán, không mang theo một tia tình cảm. Xa xa, vương nhị liều mạng tới rồi, còn có ba phút. Ngươi, ngươi đừng lại đây. Nghiêm hoa dưới thân, điểm điểm vàng nhạt chất lỏng nhỏ xuống, thuận lợi đã nắm một người phía sau, che ở trước người, lại bắt một, cho đến đánh vào tường viện bên trên. Chớp mắt, vương đằng bóng người biến mất, oanh, ta. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng, tường viện phá vụn, huyết nhục tung tóe, không khí tràn đầy màu máu làm người mơ hồ buồn nôn toàn bộ quá trình thời gian sử dụng 10 giây ngoại viên người vây xem như chấn kinh chi chim dồn dập thối lui run lẩy bẩy ngày đó chắc chắn để cho bọn họ sống mãi khó quên vương đằng quỳ gối cha mẹ trước mặt không hề có một tiếng động khóc lóc đau khổ buông xuống trên mặt mơ hồ có hắc khí hiện lên không bao lâu vương nhị đến một vùng phế tích đập vào mi mắt một vệt ống ánh, từ gò má lướt xuống. Phế tích bên trong, dương mảnh, tắt thở. Đạo lộ là cô đơn, phàm trần là tịch mịch. Dành cho độc giả thích ma tu, có tu đạo thiết huyết, có nhân sinh hóa phàm, có sinh tử luân hồi. Mời đọc. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 12 Thoát hiểm cùng dọn nhà Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Cha Nương Vương nhị một bước trung lên, nước mắt mông lung, đi dạo tiến lên. Trước mắt, từng hình ảnh hình ảnh từ trước mắt di động quá, có cha lần đầu gặp gỡ thoải mái, lão nương che chở, có cha nuôi nhi phiền muộn, lão nương quan tâm đầy đủ, có cha lén lút trốn ở góc gặm xương hoàng hôn, cũng có lão nương khêu đèn làm huynh đệ hai làm bộ đồ mới đêm đen, các loại các loại, đếm không xuể. Nhưng là, tất cả. Vương nhị phù phù một tiếng, quỳ gối cha mẹ trước người, khóc không ra tiếng, từ lâu khóc bỏ ra mặt. Cha! Nương! À, hán tử cha không đúng lúc trên lên một tiếng, cổ cổ máu tươi lần thứ hai từ trong miệng dâng lên. Cha! Vương nhị bỗng nhiên ngẩng đầu đến, giật mình nhìn nằm ở trong vũng máu cha, đầy mắt kinh hỉ, cha không chết. Bà lão kia có phải là vậy? Đáng chết! Vương nhị đột nhiên quay đầu, vương đằng làm hại ta. Hắn một chạy tới, nhìn thấy vương đằng quỳ gối cha mẹ trước người, cúi đầu, thân thể rung lên một cái, hắn còn tưởng rằng cha mẹ đi rồi. Này nếu không chính mình cha ngoan cường, đột nhiên phát sinh từng tiếng vang, hắn không chắc muốn sống sống nhìn chết chính mình cha. Nhìn cái kia tiếp tục rung lên rung lên, cúi đầu vương đằng, vương nhị hận không thể một cái tác đập tới đi, nhưng không kịp nghĩ nhiều, bận bịu chạy đến cha mẹ bên người. Hai mắt đẫm lệ, âm thanh rung rẩy, cha. Nương ngươi, các ngươi nhất định không nên gặp chuyện xấu a à. ta, ta lập tức, lập tức liền tìm được sư thúc tới cứu các ngươi, chịu đựng, nhất định phải chịu đựng a. À. Cha bị máu tươi dính hai mắt, mê ly ngắm nhìn vương nhị, trên mặt đột nhiên nổi lên vài tia nhăn nheo, đây là nhà hắn nhị hoa, nhị hoa không có chuyện gì. lão nương mất đi ý thức nằm ở cha trên lồng ngực, vương đăng, ngươi rất sao? ngươi đang ở đây làm gì? mau đứng lên. Mau tìm sư phụ của ngươi đến, nhanh, nhanh đi. Vương Nhị đột nhiên ngẩng đầu, gào thét, trong mắt tựa như muốn phun lửa. Trong chớp mắt này, Vương Nhị hận không thể nhào tới đánh tơi bời Vương Đằng, cúi đầu khóc trống, có ích lợi gì. Bình thời cơ linh mạnh mẽ, làm sao một chút cũng không thấy được. Phòng bếp bên trong hỏa diễm, lặng yên bò đi ra, từng cái từng cái hỏa xà từ từ đem hôi của nhà thôn phệ, yên hỏa tràn ngập càng có từng tia từng tia tinh lực tràn ngập ở phế tích bên trên, làm như nhân gian luyện ngục. Trong không khí, hoàn toàn yên tĩnh, vương đằng thờ ơ không động lòng, cúi thấp đầu, làm như gào khóc, thân thể nhỏ bé rung lên rung lên, quỳ gối cha mẹ trước người. Vương đằng. Vương nhị ánh mắt phức tạp, dần dần nhận ra được không đúng, thở nhẹ nói. Dù sao, coi như vương đằng như thế nào đi nữa thất kinh, khi hắn gào thét dưới, cũng không thể có thể cái gì đáp lại đều không có chết tiệt. Vương Nhị tức giận, này rất sao thực sự là nhà dột còn gặp mưa, không cầm được muốn mắng to, đây là với hắn chơi đùa đây. Không một đáng tin. Trong lòng nhanh chóng muốn lên ngày, trên mặt vẫn cứ rón rén, cẩn thận đem phụ nhân lão nương thân thể từ cha trên người dời đi, miễn cho cha sống sờ sờ bị chính mình bà nương cho buồn chết. Sau đó, Vương Nhị đằng địa một hồi đứng lên, mấy cái nhanh chân liền đi tới Vương Đằng trước người. Vương Đằng Vương Đằng cau mày, nhìn vẫn không có phản ứng vương đằng, vương nhị càng thêm lo lắng. Cái hố đệ ngoạn ý, đây là để lại cái cục gì diện cho hắn a, à, đời trước hắn cũng không có làm cái gì nghiệt a, à, làm sao cứ như vậy. Cẩn thận áp sát tới, đem lão ca vương đằng mặt chậm rãi dơ lên. Ta lau. Này, đây là cái gì quỷ? Vương nhị sợ hết hồn, cả người đột nhiên lui mấy bước, vương đằng đầu nhưng lại không hạ thấp đi, thẳng tắp theo dõi hắn chỉ thấy ở vương đằng trên mặt, mịt mờ hát khí lăng, vẻ mặt tự như khóc tự như cười, nước mắt đầy mặt, mà ở mi tâm, có tử khí đang nhấp nháy, làm như đang cùng hát khí tranh đấu. Này đây là nhập ma. Vương nhị không nhìn được suy đoán, quỷ dị này cảnh tượng, không cho phép hắn không nghĩ nhiều. Sau một khắc, vương nhị liền quyết tâm, phía sau gần chết cha mẹ còn đang chờ hắn đây, hắn không thể còn như vậy lãng phí thời gian đi xuống. Khẽ cắn răng, tiếng lên hướng về phía vương đằng chính là một cái tác đập tới đi, hay là tức giận, hay là ngày xưa bạo phát, một chưởng này, hắn dùng 5 phần 10 sức mạnh, ngược lại, hắn biết vương đằng đánh không xấu. Đụng thanh âm chát chúa vang dội, vương nhị trong lòng âm thầm một hư, lên tiếng trống to, vương đằng. Nhanh lên một chút cho ta tỉnh lại, cha mẹ đều sắp chết rồi, người rất sao ngươi đang ở đây làm gì? Vương đằng trên mặt hắc khí hơi ngưng lại, tử khí lấp lóe càng nhanh hơn vương nhị ánh mắt sáng lên hữu dụng vốn là hắn đều dự định chính mình chạy đến hỗn tạp sơn bên kia đi tìm đạo thích thiên đến giúp đỡ thế nhưng nghĩ đến gần chết cha mẹ cùng với một cản trở vương đằng hắn liền yên tâm không xuống lúc này mới thử một lần vạn vạn không ngờ tới lại có hiệu nhanh tỉnh nhanh tỉnh mỗi một lần trống to chính là vương nhị ra sức một chưởng vương đằng trên mặt hắc khí không biết là tức giận vẫn bị đánh, dần dần ngưng trệ. Người không nửa tỉnh, cha mẹ muốn chết. Vương nhị đánh tay đều đau đớn, lần thứ hai gầm lên giận dữ, dùng ra bảy phần mười sức mạnh, đột nhiên vỗ tới. Thoáng chốc, vương đằng hai mắt ứa ra kim quang, một vòng dịu nhật xuất hiện ở trong con ngươi, ánh sáng phân tán. Vàng rực rỡ hai con mắt, chói mắt dịu quang, trong nháy mắt, chợt hiện vương nhị mắt đều phải mù, cuồn cuộn nước mắt lần thứ hai từ trong mắt hắn hạ xuống. Hắc khí, làm như gặp khắc tinh giống như vậy, ở kim quang chiếu rọi xuống, tầng tầng tan rã, như tuyết hóa đi. Tỉnh rồi. Rốt cục tỉnh rồi. Vương nhị kích động, sâu trong nội tâm lại có một tia thoải mái cùng thoáng tiếc núi, cũng không biết sau đó có cơ hội hay không. Vương đằng trên mặt hắc khí tiêu tan hết sạch, trong mắt kim quang dần dần rút đi, từ từ thanh minh. Ta, này! vương đằng trong ngượng ngùng tỉnh lại còn như đang muốn nói gì đảo mắt đã bị vương nhị đánh gãy chớ nói nhảm nhanh đi ngươi nhanh lên một chút chạy đi đem đạo sư thúc tìm đến nhanh chậm một chút nữa ta cha mẹ liền thật muốn đi lau một cái ở tại trên mặt ngụm nước cảm giác mặt thật giống có một tia sưng có chút đau vương đằng mờ mịt gật gật đầu lập tức tỉnh lại một mặt phẫn hận lo lắng liếc nhìn vương nhị phía sau cha mẹ chạm đích bay nhanh, như trời dây cung cung tên, trong nháy mắt đã không thấy tâm hơi bóng người. Vương Đăng Nhất định phải nhanh a à. Vương Nhị con mắt nhìn phương xa, lo lắng lo lắng. Chạm đích, ngồi ở cha mẹ trước người, từng điểm từng điểm, đưa bọn họ trên người ngỗ ngang thu dọn sạch sẽ, nhìn bọn họ nét mặt già nua suy nghĩ xuất thần. Vương Nhị trong lòng phức tạp, tự hạ sinh tới nay, hắn thật sự không có gì mục tiêu, có, chỉ là sống lại kích động, khát vọng nắm giữ một phen cao võ sức mạnh. Nhưng bây giờ, hắn có mục tiêu. Vương nhị ánh mắt dần dần hóa thành kiên định, hắn muốn sức mạnh, sức mạnh to lớn, đến bảo vệ cái nhà này, bảo vệ, hắn quý trọng tất cả, tuyệt không như hiện tại như vậy, chỉ có thể vô lực chờ đợi giải dụa. Trong cơ thể năm màu quang đang, ở vương nhị quyết định chốc lát, tự như trong nháy mắt sáng một cái, chân thực không ít. Cũng không lâu lắm, hai bóng người đứng phế tích bầu trời, chính là đạo thích thiên cùng với vương đằng tiểu nhị cha mẹ không có sao chứ vương đằng lo lắng nhảy xuống bận bịu đi tới cha mẹ bên người màu sắc ửng hồng yên tâm đi không có việc gì đạo thích thiên hít một tiếng vung tay lên điểm điểm ánh huỳnh quang rải rác ánh huỳnh quang bay vào hán tử cùng phụ nhân trong cơ thể trong nháy mắt hai người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục thương thế trong chớp mắt, hai người khí tức du dương, sắc mặt hồng hào. Cảm tạ sư phụ. Cảm tạ đạo sư thúc. Hai huynh đệ kinh hỉ, bận biểu nói cảm ơn. Cũng là ta đã quên chút bàn giao, cái này cho các ngươi, lần sau nếu là có việc gấp, liền đem hắn bóp nát, ta sẽ lập tức tới ngay. Đạo thích thiên đạo, nương theo lấy hai đạo thẻ ngọc rơi xuống từ trên không. Vậy ta trước hết đi rồi. Hai huynh đệ đứng dậy cúi đầu, lại nổi lên thân, từ lâu không còn bóng người. Ca! Xảy ra chuyện gì? Vương nhị ác đạo, chờ hắn người tới sau khi, liền một bóng người cũng bị mất, chỉ thấy đến vương đằng quỳ ở đó, đúng là một thân hỏa khí cũng không có nơi phát tiết, có điều cũng còn tốt, sau đó cái kia mấy chục đạo lòng bàn tay. Vương đằng khuôn mặt nhỏ dữ tợn, rõ ràng mười mươi nói ra. Thanh Sơn Tông, nghiêm thanh. Vương nhị hít mắt, trong mắt hàng quang lóe lên, trong lòng có dự định, hắn nhớ kỹ. Tiểu Nhị, ta nghĩ để cha mẹ chuyển tới nơi khác đi, ta sợ, ta sợ có một ngày cha mẹ thật sự. Vương Đằng mê mang nhìn lên bầu trời, vô lực nói rằng, "Chuyển đi. Chờ cha mẹ tỉnh lại, chúng ta liền chuyển." Vương Nhị hít thở sâu một hơi, nhìn lẳng lặng bốn phía, phản phất chết thôn. Vương Đằng không nói, hắn cũng quyết định rời khỏi chỗ này thật sự để lại cho bọn họ khó quên ấn tượng không có cỡ nào tốt đẹp chính là hồi ức có chỉ là thật sâu vết thương lặng im cha cùng lão nương chậm rãi tỉnh lại bốn người không nói gì có than nhẹ lúc này thu thập ít đồ người một nhà đi tới hỗn tạp sơn đạo thích thiên gật đầu ngày thứ hai ngày mới sáng một nhà bốn người bước lên cách thôn các đất đường nhỏ càng chạy càng xa phía sau dưới làng chài dần dần có khói bếp bay lên phản phất, chưa từng xảy ra gì cả. Đạo lộ là cô đơn, phàm trần là tịch mịch. Dành cho độc giả thích ma tu, có tu đạo thiết huyết, có nhân sinh hóa phàm, có sinh tử luân hồi. Mời đọc. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 13 Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Một năm sau, Đại Thịnh Vương Triều, Tiểu Vương Thôn Cha mẹ, chúng ta đi ra ngoài a à? vương nhị lớn tiếng hướng về trong phòng hô đi thôi đi thôi nhớ phải cẩn thận điểm a cha mẹ nhẹ nhàng thanh âm của từ trong nhà truyền đến đi thôi vương đằng cười nhạt trước tiên đi ra ngoài trong lòng ung dung đối với cuộc sống như thế hắn rất hài lòng người đi đường dần dần tăng nhanh đại thể sắc mặt hiền lành cùng dưới làng chài âm u đầy tử khí hoàn cảnh so với tiểu vương thôn có vẻ dường như thế ngoại đào nguyên tiểu đằng a lại dẫn tiểu nhị săn thú đi tới a một lão nhân ngồi ở bên đường tiểu a a lên tiếng chào hỏi giang gia gia không phải hắn mang ta rõ ràng là ta dẫn hắn được rồi vương nhị xẹp miệng cướp lời nói hai huynh đệ sau đó cúi chào tiếp tục đi ra ngoài ra thôn trên đường các thôn dân càng là bận rộn gặp mặt hai huynh đệ càng là dồn dập lên tiếng chào hỏi dù cho không quen vẫn như cũ quan tới một khuôn mặt tươi cười dù sao một năm qua, hai huynh đệ, đây chính là ở trong thôn tiếng tâm lừng lẫy. Ca. Lần này chúng ta trở lại, tự ít đi mang một điểm con mồi trở về đi thôi, lần trước liền gây nên người khác vây xem. Vương Nhị vừa đi vừa nói chuyện. Vương Đằng gật gù, biểu thị tán thành. Một tú vu lâm phong tất tồi chi, Vương Nhị khắc sâu rõ ràng, ở đây trước, cũng bởi vì hai người bọn họ, dẫn đến một nhà đều bị thôn dân bài xích, cũng hay là làng bản thân bầu không khí nguyên nhân. Nhưng hắn không dám đánh cược, hắn và Vương Đằng hai người còn chưa tính, bản thân sẽ không thuộc về phạm nhân hàng ngũ, sớm muộn có một ngày, biết bay hơn 9 ngày, cùng những kia nhật nguyệt, thiên kiêu cùng tranh huy. Nhưng bọn họ cha mẹ, nhưng không có cái kia phân thiên phú, tóm lại là muốn sống ở phạm nhân trong thế giới. Vì không cho bi kịch lần thứ hai phát sinh, hai huynh để lúc này mới ngột ngạt tự thân, thu lại sức mạnh, hiển lộ vẻn vẹn chỉ là so với bình thường người trưởng thành lớn một chút điểm sức mạnh. Cứ như vậy, hay là bọn hắn cực lực áp chế kết quả, dù sao sức mạnh của bọn họ mỗi thời mỗi khắc đều đang tăng trưởng, thực sự không cách nào hoàn mỹ khống chế. Đi tới đi tới, người ở dần dần ít ỏi, chu vi cây cối vũ phát cao to, khác nào rừng rậm nguyên thủy giống như vậy, thỉnh thoảng còn có thể truyền đến vài tiếng gầm rú, chấn động tâm hồn người. Đến nơi này, liền triệt để tiến vào thập vạn đại sơn khu vực, cũng là vương nhị vương đặng thích nhất khu vực, bởi vì chỉ có tiến vào nơi này, hai huynh đệ mới có thể không hề gò bó thả sức mạnh của chính mình, tuy rằng, nơi này trải rộng nguy cơ, yêu thú hoành hành. Tiểu nhị Đi thôi, để ta nhìn ngươi một chút tiến bộ bao nhiêu, nếu là không có bao nhiêu tiến bộ, hậu quả, ngươi biết ơ. Vương đằng cười nói, nặng nặng nắm đắm. Từ khi hắn biết Vương Nhị là thế nào đem hắn từ ma hóa trong trạng thái tỉnh lại, hắn lại càng phát yêu thích dùng phương thức như thế để kích thích chính mình tiểu đệ tu hành. Giả man, thô lỗ, mưu mô. Vương Nhị trong lòng thầm mắng, lập tức nói rằng, tới thì tới, nói cho ngươi biết, cẩn thận bị sợ nhảy một cái. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo hào quang năm màu lấp lóe, Vương Nhị biến mất, đạo đạo cướp ảnh trải rộng toàn bộ núi rừng, thẳng tới mấy trăm mét ở ngoài lại là một cái nháy mắt, vương nhị từ lâu không thấy tâm hơi. Mà này, chính là đạo thích thiên truyền cho bọn họ cái thứ nhất bí pháp, lướt qua, thân pháp loại. Vương đằng trong mắt, một điểm ánh vàng lóng lánh, mấy cây số ở ngoài vương nhị nhất cử nhất động, thậm chí trên người lông tơ hết thảy đập vào mi mắt, đây là hắn, tránh thoát nhập ma trạng thái sau, khai phá ra tới cái thứ nhất thần thông, diệu nhật kim đồng. Vẫn được. Cuối cùng cũng coi như không để cho ta thất vọng vương đằng than nhẹ đảo mắt tại chỗ vương đằng từng giọt nhỏ tiêu tan như mây khói phù vân nguyên lai like, vương đằng sớm đã dùng ra lướt qua chỉ để lại tại chỗ một vệt ánh sáng ảnh nhanh lên một chút mau hơn chút nữa vương nhị liều mạng tăng số cũng không quay đầu tâm vô tạp niệm chỉ vì hắn rõ ràng vương đằng vĩnh viễn xem được với hắn một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua nắm lấy thỏ rừng mảnh hổ cả kinh cảnh giác nhìn quét rồi lại động tĩnh gì cũng không, lần thứ hai cúi đầu. Chớp mắt, quan lại tối sầm chốc lát, hổ mắt không nhịn được khép lại, lại vừa mở, con mồi không còn. Vương Đằng cười cười đem thỏ rừng phóng sinh, con thỏ nhỏ, chạy mau đi. Lập tức Phật phù không gặp. Linh trí chưa sinh thỏ chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, một luồng nôn mửa cảm giác từ trong bụng truyền ra, đại nôn. Sắp đến rồi, sắp đến rồi. Quá tuyệt vời, chẳng lẽ nói, ta rốt cục có thể thắng một lần. Đạo đạo huyễn ảnh nhất thời nổi lên nụ cười, lại dần dần tiêu tan. Một tòa ngàn trượng núi cao, dần dần đứng lặng ở vương nhị con ngươi bên trong, cái kia vừa là đạo thích thiên vị trí, cũng là, bọn họ đích. Bá, di động ảnh bỏ qua, trên sơn đạo có xanh hoa lá tất cả đều cúi đầu, cũng không lưu cái gì tung tích. Đạo sư thúc, vương đằng có phải là còn chưa có trở lại? Vương nhị khí cũng không kịp thở, một mặt hưng phấn, hai con con mắt trợn lên khổng lồ, chờ mong nhìn câu trả lời của hắn. Cặp kia trong mắt kích động, chờ mong, ước mơ, nhìn đạo thích thiên đều không đành lòng, chỉ có thể không nói gì lặng im, cười đứng trên đỉnh ngọn núi, hy vọng dùng mỉm cười có thể vuốt lên nỗi ưu thương của hắn, hai tử đáng thương a, à, trên quầy như vậy đại ca, ngươi thật có phúc. Cái kia mỉm cười, cho vương nhị một loại áo giác, chớp mắt, rầm rầm rầm, vương nhị trái tim nhảy lên vũ phát mạnh mẽ năm năm, không đúng, từ trong bụng mẹ toán lên, rồng đã có năm năm nhiều thời gian, hắn, hắn rốt cục muốn, thắng nổi vương đằng sau. Tiểu nhị, ngươi làm sao mới đến a? À? Vương đằng bưng ấm trà, từ đạo thích thiên nhà tranh bên trong đi ra, nụ cười là như thế thiên chân vô tà mà rực rỡ. Kỳ thực, hắn trời vừa sáng đã đến, ở trong nhà tranh chờ đợi, càng nghe được chính mình tiểu đệ gấp gáp thanh, thế nhưng, hắn chính là kìm nén không ra đi, nổi lên sẽ tâm tình. Trong nháy mắt, trên đỉnh núi ba người, phản phất nghe được tan nát cõi lòng thanh âm của. Vương Nhị chỉ cảm thấy tim đang chảy máu, một cái hờn dỗi như nghẹn ở cổ họng, làm thế nào cũng nói chi không nhanh, hai mắt ngơ ngác nhìn cái kia thích ý bóng người, ngươi, ngươi chừng nào thì tới. Ta đã sớm đến rồi a, à, nhà, đúng, trên đường ta còn thấy được một con đáng thương thỏ rừng, căn cứ làm hao mòn dưới thời gian dự định, ta liền thuận lợi đem nó cấp cứu. Vương Đằng không nhanh không chậm rót chén trà, ngắt lại đây, sư phụ, mời uống trà. Vụt. Vương Nhị sắc mặt thay đổi đỏ lên, con thỏ kia, hắn cũng nhìn thấy, chỉ có điều khi đó, cái kia thỏ hầu như đều sắp tới mảnh hổ trong miệng, vậy không phải nói, khi đó Vương Đằng còn đang phía sau hắn. Đạo thích thiên đầy mặt cười khổ, này một đôi huynh đệ, thực sự là tuyệt. Nhấp một miếng trà, nói rằng, đằng nhi, ngươi cũng đừng bắt nạt tiểu nhị tiểu nhị, ngươi cũng đừng đoán. Anh của ngươi hiện tại lướt qua đã đại thành, hơn nữa hắn cái kia một thân vượt xa tu vi của ngươi, ngươi thì càng thêm không thể nào thấy được hắn. Vương nhị nghe xong, càng thêm như đưa đám. Ngẫm lại chính mình, vừa mới vừa bước vào tiểu thành không bao lâu, hắn liền đại thành, còn có so với đây càng tuyệt vọng mà. Cho tới tu vi, vương nhị mang tính lựa chọn bỏ quên, ngược lại từ ngày ấy điểm linh bắt đầu, hắn sẽ không nhìn thấu quá chính mình đại ca hư thực được rồi trở lại chuyện chính hôm nay có thể có cái gì nghi hoặc đạo thích thiên lần thứ hai uống một hớp trà hỏi hai huynh để lúc này mới chính kinh hạ xuống cẩn thận tỉ mỉ ngồi ngay ngắn ở đạo thích thiên dưới trướng đạo sư thúc mấy ngày trước ta đã ở tiểu vương thôn thấy được có hai cái tu giả đang đánh nhau người bên ngoài nói đó là hai cái sắp khải linh đại tu người nhưng ở ta xem đến ta thật giống có thể ung dung đánh bại bọn họ đây là vì sao vương nhị nghi hoặc hỏi kỳ thực hắn còn có một vấn đề không hỏi ra đến đó chính là hắn đại ca vương đằng vẫn là hóa linh cảnh à đạo thích thiên cười cợt cái gì gọi là hóa linh cảnh đó là đem tự thân ở trong bụng mẹ từ đại đạo ban cho linh hiện ra đồng hóa về vì là tự thân vậy này đại đạo ban cho linh chẳng lẽ còn mỗi người đều giống nhau sao không cái kia không thể dừng một chút, sắc mặt phức tạp, cảm thán nói rằng, thiên địa bất nhân lấy vạn vật vì là chó rơm, nếu không thành thánh, mỗi người đều phải ở đại đạo an bài bên trong, cũng chính là thiên cơ. Nguyên nhân chính là này, thiên phú của mỗi người từ vừa mới bắt đầu, chính là bất đồng. Mà huynh đệ ngươi hai người, cái kia càng là thiên phú vượt xa người thường. Bình thường hóa linh cảnh, chia làm điểm linh, quẩn linh, khải linh. Mà hai người ngươi, vừa mở ra điểm linh, thì tương đương với người thường nửa bước khải linh, trên lệch này không thể bảo là không lớn. Hơn nữa các ngươi điểm linh, từ vừa mới bắt đầu chính là từ ta ra tay, càng có ta thời khắc giúp các ngươi, có thể nói làm ít mà hiệu quả nhiều. Hiện tại, ngươi còn cảm thấy kỳ quái. Nhìn đạo thích thiên cười nhạt, vương nhị bỗng nhiên tỉnh ngộ, đúng đấy. Từ sinh ra tới nay, hắn cơ duyên biết bao to lớn, từ trong bụng mẹ hấp thu dòng khí màu xám, năm màu quan vẫn, lại tới thánh địa chi chủ tự mình điểm linh, bên nào không phải người bên ngoài ước ao đến phẫn hận. Thoáng chốc, vương nhị đứng dậy, đại bái. Hôm nay một lời, như một điểm sáng rực, làm hắn đại triệt đại ngộ. Người, cùng người, phải không cùng. Thời gian xa xôi, treo cao cửu thiên diệu nhật, dần dần bị che kín, sáng quát kim quang, bắt đầu ảm đạm. Ngàn trường núi cao bên trên, ba người ngồi khoanh chân, một người chậm rãi mà nói, hình như có thiên hoa rơi, mặt đất nở sen vàng. Có hai hài đồng, châu mày, trầm tư không dứt, như mê như say. Đạo lộ là cô đơn, phàm trần là tịch mịch. Dành cho độc giả thích ma tu, có tu đạo thiết huyết, có nhân sinh hóa phàm, có sinh tử luân hồi. Mời đọc. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 14 Xảo ngộ thanh sơn tông đệ tử Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Quanh, sóng bạc cuồn cuộn, khí chấn động như sấm, một con báo đen, trong giây lát từ trong rừng bay ra. Cao một trượng thân thể, trên không trung lăn lộn, đảo mắt hạ xuống, đập đứt một viên một người vây ông thô cổ thụ. Sụi lơ thân thể, tiến vào khí rõ ràng so với khí ít, mắt thấy hay sống không được bộ dáng. Con báo này hẳn là một kẻ ngu si chứ. Lại dám đến đánh lén chúng ta. Một đạo thanh âm non nớt đột nhiên từ trong rừng truyền ra sàn sạc tiếng bước chân ở trong rừng truyền vang từng bước một tới gần tiếp theo một cái chớp mắt trong bụi cây rậm rạp duỗi ra hai con trắng mịn tay nhỏ một cái bị đạo ra vương nhị khóe miệng hơi vểnh lên nhìn cái kia mất đi hơi thở báo đen tràn đầy đắc ý cùng đáng tiếc nhìn kỹ có chút hiện ra thịt tay nhỏ trên còn dính tia vết máu phía sau lại lần nữa truyền đến tiếng vang một con tu luyện không bao lâu con báo nhìn cho ngươi đắc ý đừng nói ngươi là ngã đệ mất mặt Vương Đằng đi ra, khinh thường nói một tiếng, ánh mắt lóe lên một nụ cười, đây chính là hắn thường quy thao tác, hằng ngày đã kích tiểu đệ, Mỹ danh viết, vì tốt cho hắn. Vương Nhị tự động che giấu phía sau Vương Đằng ngôn ngữ, đây là hắn bị động luyện ra tuyệt tích, mang tính lựa chọn quên một ít người, một số nói, một mình nhìn thi thể kia, làm như lầm bầm lầu bầu. Đáng tiếc. Này con báo vẫn là tu luyện dấu vết rõ ràng một ít, này nếu như vừa mới vừa vặn mở ra tu luyện thật tốt, như vậy cha mẹ liền có thể nếm thử tiên. Yêu thú huyết nhục cùng một giống như mảnh thú so với, không chỉ tư vị càng thêm ngon, đối với phạm nhân càng là đại bổ, biết tin tức này sau khi, huynh đệ hai người đó là tìm kiếm khắp nơi vừa bắt đầu tu luyện yêu thú, thậm chí có mấy lần dẫn ra đại yêu, nếu không phải là có đạo thích thiên phát hiện, cần phải song song chết thảm. Không phải nói hai người thực lực chỉ có thể đối phó vừa mới bắt đầu yêu thú, chỉ là bọn hắn vì ẩn giấu thực lực, lúc này mới chuyên tìm những kia yêu thú phiền phức. Coi như là, vậy cũng không thể mang về. Lần trước cha mẹ ăn, đến bây giờ cũng mới qua thời gian nửa tháng, ngươi là muốn tươi sống chết no bọn họ à. Vương đằng nguyết một cái, này ngốc đệ đệ, hết thuốc chữa. Tại sao nói yêu thú bổ dưỡng, cũng là bởi vì yêu thú thân thể thiên phú cường hãn, khí huyết dồi dào, năng lượng sung túc, một cái thịt cắn xuống, khả năng ngươi cái bụng không no, nhưng năng lượng đã sớm đủ người thường tiêu hóa ba ngày. Ta. Vương nhị vừa định mạnh miệng đẩy lên, vương đằng đột nhiên biến sắc mặt, thở nhẹ, có người chạy tới, nhanh, lên cây ẩn nút, nhớ tới bí pháp thu lại khí tức. Bá một hồi, vương đằng thân ảnh biến mất không gặp, phản phất trong thiên địa không có người này. Vương nhị sắc mặt một khổ, kìm nén nói không nói gì cảm giác là thật khó chịu, không tình nguyện một công chân, hơi hơi dùng sức, cả người liền vụt sông lên, trốn ở sung xuê mà tráng kiện trên nhánh cây. Hai cái thân thể nho nhỏ, vừa vặn bị cành lá cùng chạc cho hoàn hảo che khuất, hơn nữa một thân khí tức thu lại, sợ là ai cũng không ngờ được trên cây sẽ có hai người tồn tại. Ha ha ha! Diệp Huynh, ngươi cũng đừng dãy dụa, mau mau dừng lại đi, chúng ta chắc chắn sẽ không làm khó dễ ngươi. Là cực kỳ vô cùng. Liễu sư muội, ngươi cũng đừng chạy, sư huynh ta từ lâu đối với ngươi ngưỡng mộ đã lâu không bằng chúng ta dừng lại cộng đồng thảo luận một phen nhân sinh đại sự ha 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 cổ huynh ngươi vậy thì tà ác a à, liễu sư muội đừng sợ chỉ cần ngươi nguyện ý làm ta đạo lữ ta nhất định hộ ngươi an toàn thoáng chốc lại là một trận cười vang từ đằng xa truyền đến dịp sư huynh thực sự là xin lỗi đều tại ta liên lụy các ngươi nếu không các ngươi đi trước ta lưu lại cản bọn họ lại chỉ thấy rất ít năm người từ trong bụi cây trốn thoát, không có chỗ nào mà không phải là vết máu đầy người, thậm chí, cái bụng đều bị xuyên thấu ra một đạo chỗ trống. Mà mở miệng, thình linh chính là trong đó một vị nữ tử, trên mặt mồ hôi hột cuồn cuồn, từng tia từng tia vết máu dính vào trên mặt, ngờ ngợ có thể nhìn ra, sạch sẽ thời điểm khuôn mặt đẹp. Này há có thể trách ngươi, dù cho không có ngươi, cái nhóm này thanh sơn tông ác đồ, cũng chắc chắn sẽ không buông tha chúng ta hừ. Quá mức, chúng ta cá chết lưới rách, ta cũng không tin không giết được bọn hắn một hai. Cầm đầu họ Diệp Nam Tử, cắn răng nghiến lợi nói rằng. Đúng. Diệp Sư Huynh nói đúng, quá mức chúng ta cá chết lưới rách. Còn lại hai người dồn dập dơ lên trong tay kiếm đến, một mặt hung tướng, phối hợp đầy người vết máu, càng làm cho người không thể khinh thường. Các sư đệ, các ngươi không cần như vậy. Ta đã quyết định, ta muốn lưu lại cản bọn họ lại, với bọn hắn đánh nhau chết sống. Các ngươi nếu là muốn đi, còn phải nhẹ nhàng rời xa, không phải vậy, đợi lát nữa sợ là phải đi không được nữa. Họ dịp nam tử đột nhiên ở vương nhị hai huynh để ẩn thân dưới tàn cây, ngừng lại, một mặt phẫn hận. Sư huynh, ta với ngươi đồng thời lưu lại. Liễu sư muội lưu loát đứng dịp sư huynh bên cạnh, kiên định nói rằng. Hừ, đi rồi mất mặt cỡ nào, quả thực có nhục ta hàng thị môn phong ta cũng phải lưu lại vừa nhìn lên hơi chút non nớt thanh niên đột nhiên hùng hồn kêu lên còn lại hai người đột nhiên lộ vẻ do dự không hề trước đây dõng dạc dáng vẻ nói lắp bắp ngạch dịp sư huynh ta hai người chúng ta trong nhà còn có lão nương ống đau lại giường ta chúng ta muốn trở về vô sự các ngươi đi thôi ta cũng đã sớm nói nếu là muốn đi ta tuyệt không ngăn trở Ta dịp vấn thiên như các ngươi bảo đảm dịp vấn thiên nghiêm mặt nói hai người thấy thế sắc mặt do dự đột nhiên không người lại sư huynh xin lỗi nói xong hai người bay cũng tự như đi phía trước chạy trốn chất thải kẻ phản bội trốn ở chạc bên trong vương nhị tràn đầy xem thường nhìn hai người kia bóng lưng trong lòng thầm mắng người như thế hắn là nhất xem thường hắn cũng đều nghe được hai người lúc trước gọi đó là một quán giận cấp tiếng, ngược lại nghe được một nấc thang nhưng trở mặt liền xuống thật là làm người không lời vương đằng âm thầm không nói lời nào không hề sống lớn hai người kia hắn vốn là không lọc nổi mắt xanh thật giống như voi lớn sẽ đem con kiến để ở trong mắt sao sẽ không sư huynh này hư trẻ tuổi nhất họ hàng thanh niên phẫn hận nhìn hai người kia bóng lưng tức giận nói không ra lời tiểu vọng. Không liên quan, lưu lại vốn là chờ chết, bọn họ muốn đi, cũng là nhân chi thường tình. Diệp vấn thiên chống kiếm, tựa ở trên người, một cái tay bịt ở cái bụng bên trên, bồ ồ máu tươi từ trong bàn tay tràn ra. Liễu sư muội đứng ở một bên, không ai không ngôn ngữ, ánh mắt lạnh lùng, siết chặt trong tay lợi kiếm. Hàng nhìn còn muốn muốn nói gì đó, truy binh, đến. ơ ờ, làm sao không chạy? không phải mới vừa chạy còn rất hăng say à. Một đám mặc áo xanh, bên trên xăm lên thanh sơn đệ tử, mỗi cái cầm trong tay lợi kiếm, từ trong bụi cỏ vượt qua đi ra. Liễu sư muội nhưng là đã làm xong quyết định, muốn cùng sư huynh ta thảo luận thảo luận nhân sinh đại sự. Lúc trước cổ họ đệ tử mở miệng lần nữa đùa giỡn, lần thứ hai gây nên một trận cười vang. Ngươi, các ngươi đừng khinh người quá đáng. Quá mức chúng ta cá chết lưới rách hàng vọng khí sắc mặt đỏ lên, giơ trong tay lợi kiếm, liền muốn xông lên phía trước. Sư đệ, trước tiên đừng kích động. Diệp vấn thiên giật mạnh hàng nhìn, này hơi động, lại là lượng lớn máu tươi từ trên bụng cái lỗ tràn ra, sắc mặt càng thêm trắng xám, thanh sơn tông người, trước khi chết, ta nghĩ biết các ngươi tại sao đuổi theo chúng ta không tha. Lúc trước, bọn họ một lúc người vừa hợp tác giết chết một con yêu thú, một đám thanh sơn tông người lại đột nhiên xông ra, hướng về bọn họ tấn công tới còn một đường truy đuổi cắn chặt không tha cùng sói ác ha 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 nói rồi lại có gì phương đây chính là các ngươi càng nguyên tông bên trong người bỏ ra nhiều tiền mua các ngươi một người trong đó mệnh a à, cha cha. thực sự là thật vừa ra tông môn đánh nhau a à, ta thật là lớn mở tầm mắt thanh sơn tông bên trong đứng đầu lĩnh vị trí người cất tiếng cười to giữa lông mày tràn đầy đắc ý ai hàng nhìn hai mắt đỏ chót, không nhìn được lại hỏi. Diệp Vấn Thiên cùng sư muội ánh mắt phức tạp, quả nhiên. Bọn họ đoán trúng. Không phải vậy, ai sẽ vô duyên vô cớ tàn nhẫn hạ sát thủ, còn trối chết đuổi theo đuổi, bọn họ lại không tiền gì tài tài nguyên ở trên người. Chúng ta đây nhưng là không thể nói. Tiểu tử, tới đất đi xuống hỏi Diêm Vương đi. Thanh Sơn Tông mọi người cười ha ha, không nói hết vẻ cười nhạo. Tiếng cười kia, cười hàng nhìn vũ phát nổi nóng, không nhìn được liền muốn xông lên cùng người đối với chém. Thanh Sơn Tông Vương nhị con ngươi một vệt hàng quang lóe lên, hắn có thể rõ ràng nhớ tới, một năm trước nghiêm hoa, đã từng nói hắn đệ, ngay ở Thanh Sơn Tông bên trong. Vương đằng lẳng lặng bò lên trên chạc cây trên, vương nhị lại đột nhiên phía sau lưng mát lạnh. Nói rồi nhiều như vậy. Cũng là thời điểm tống này các ngươi lên đường. Chịu chết đi. Vụt lợi kiếm ra khỏi vỏ, hàng quan phân tán, thanh sơn tông chúng đệ tử dồn dập cười gằn, vây lại. Liều mạng với bọn hắn. Diệp Vấn Thiên bất chấp, cắn răng nói rằng. Hàng nhìn đỏ bừng hai con mắt, mặt đỏ lên, từ lâu thủ thế chờ đợi. Liễu sư muội không nói một lời, chỉ là cầm tím bầm tay trắng, nói rõ tất cả. Chiến đấu, động một cái liền bùng nổ. Động đất à, không. Đây là địa chấn của tháng này. Đây là siêu phẩm của tháng. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 15 Nơi nào tới yêu nghiệt? Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Vụt, hàng mang né qua, thanh sơn tông người cầm đầu một chiêu kiếm mạnh mẽ vạch tới, thẳng hướng dịp vấn thiên trên gáy đầu người mà tới. Chen, kim minh giao kích. Dịp vấn thiên trở tay chống đỡ, sắc mặt càng thêm khó coi, một cái buồn máu thoáng chốc từ trong miệng phun ra kha kha. Diệp Vấn Thiên, ta mời ngươi là một hán tử, khuyên ngươi sớm một chút hưu tay, miễn cho nhiều được da thịt nổi khổ. Vừa nói, một bên lại là mạnh mẽ một chiêu kiếm vạch tới. Thao thao bất tuyệt kiếm thức, như sóng lớn giống như gió thổi không lọt, càng làm cho Diệp Vấn Thiên khó có thể chống đỡ. Ngươi tự tử cái ý niệm này đi. Tuy là chết, ta cũng sẽ không hướng về các ngươi thanh sơn tông người khuất phục. Hừ, một bên dơ bẩn đồ vô liêm sĩ, uổng là tông môn con cháu. Diệp vấn thiên sắc mặt càng thêm trắng xám, không có chút hồng hào, như người chết giống như vậy, che kín tử khí. Sư huynh, đừng vội cùng hắn nhiều lời, hôm nay, quá mức chính là nhất tử, sắp chết còn có thể đổi một, vậy thì càng kiếm lời, ha ha ha. Hàng vọng thương thế nhẹ nhất, một thân phấn chấn cũng nhất là dân trào. Đem vật cầm trong tay lợi kiếm, hóa thành kinh khủng vũ khí, một đạo tiếp theo một đạo ánh kiếm ép đối diện thanh sơn tông đệ tử khổ không thể tả một câu nói cũng không dám nói chỉ lâu một không chú ý chính là bị mất mạng mà ở chiến trường một bên khác mới phải nhất là chú mục chính là cái kia liễu sư muội như một mực con bướm giống như múa lên lại không mất một luồng anh khí vẫn cứ sanh sanh kéo lại năm vị thanh sơn tông đệ tử tuy rằng thì xử tại hạ thế bên trong tràn ngập nguy cơ nhưng ngay cả như vậy, vẫn như cũ để Vương Nhị liếc mắt. Dù sao thực lực của nàng khắp nơi trận tất cả mọi người bên trong, là đứng đầu, ngoài trừ cái kia dịp vấn thiên lúc toàn thịnh có thể mạnh hơn nàng, những người khác, tuyệt đối so với không lên hắn. Ca! Có muốn hay không xuống? Vương Nhị đột nhiên chỉ rõ Vương đằng vai, ngón tay chỉ phía dưới ra hiệu. Tuy rằng Vương Nhị cũng không nói gì, Vương đằng nhưng toàn bộ rõ ràng trong lòng, gật gật đầu dù sao theo hắn xem ra, hai người bọn họ nếu là không ra tay nữa, không ra nữa khắc, ba người kia tất sẽ từng cái chết trận. Nhìn thấy vương đằng chỉ vào đầu, vương nhị nhất thời tinh thần tỉnh táo, hắn nhưng là đối với nghiêm thanh nhớ mãi không quên, liên quan đối với thanh sơn tông ấn tượng đều phi thường không tốt. Hơn nữa phía dưới mấy người kia khuôn cẩu dạng thanh sơn tông đệ tử, có thể nói, hắn đối với thanh sơn tông ấn tượng kém đến cực hạn. Chớp mắt, cành lá lăng, lá cây tung bay, Điểm điểm lá xanh lững lờ hạ xuống. Huynh đệ hai người nương theo lấy lá rụng, dáng người mềm mại từ từ hạ xuống. Phía dưới mọi người bỗng nhiên giật mình, ngừng chiến, chia lìa, mỗi nơi đứng hai bên. Khe nằm. Này từ đâu xuất hiện thằng nhóc a? Hàng vọng sợ ngây người, nhếch miệng, ước ao nhìn cái kia hai không quen biết đứa nhỏ ra trận tư thái. Liễu sư muội cả người thêm nửa vài đạo vết máu, một tay cầm kiếm một tay giắt díu lấy dịp vấn thiên, cảnh giác nhìn vương nhị huynh đệ hai người. Các ngươi là ai? Thanh Sơn Tông đệ tử đứng đầu, trên mặt mang theo cảnh giác, nắm chặt kiếm trong tay, hỏi. Tuy rằng trong lòng có cổ hoang đường cảm giác, nhưng này đột nhiên ra trận phương thức, làm hắn hoàn toàn không có phát giác quỷ dị, thực sự để hắn không thể không cảnh giác. Long ca. Liền hai cái đứa nhỏ sợ cái gì? Nếu thấy được bí mật của chúng ta, đơn giản làm thịt quên đi. Đúng như dự đoán, phía sau thanh sơn tông đệ tử liền đứng dậy, dững dưng như không nhìn vương đằng hai người. Câm miệng. Long ca cũng không quay đầu lại quát lớn, trước nay chưa có nghiêm khắc. Các ngươi là thanh sơn tông người. Vương nhị cười ha ha, cũng không quản na na không đầu óc người cuồng ngôn, có thể nhận thức nghiêm thanh. Ngươi biết nghiêm sư huynh. Long ca cảnh giác, có ti chờ mong, vừa có ti cười khổ. Nếu là bọn họ nhận thức nghiêm thanh, vậy bọn họ chính là là bạn không phải địch, cũng trái lại sẽ không tiện hạ thủ. Diệp Vấn Thiên ba người lặng lặng đứng một bên khác, nhìn hai huynh đệ bóng lưng, thầm hô vui mừng, may là. Không phải kẻ địch. Hàng vọng nhưng là một trận liếc vương đằng vương nhị bóng lưng, trong lòng thẳng cảm thán, này hai đứa nhỏ thật dắt a, à, so với hắn khi còn bé nhưng là dắt hơn nhiều. Vương nhị cười cợt, vương đằng đứng ở một bên, không nói một lời, hắn ngạo khí rất nặng, ngoài trừ ở cha mẹ, vương nhị, sư phụ trước mặt, hắn luôn luôn ít có ngôn ngữ. Vậy ý của ngươi nói đúng là, ngươi biết nghiêm thanh lạc. Vương nhị khóe miệng hơi vẫn lên, ánh mắt cân nhắc, lần này, thú vị. Trước tiên tìm điểm lợi tức. Không sai. Ta biết nghiêm thanh sư huynh, không biết, ngươi là sư huynh người phương nào. Lòng ca càng mê mang, chưa từng nghe nói nghiêm thanh sư huynh có hai cái đệ đệ a. À đến là có một ca ca tồn tại thường xuyên dựa vào hắn tên tuổi gây chuyện thì phi đáng tiếc một năm trước mất tích nghe nói là chọc phải cái gì không nên dây vào người sống sờ sờ bị đánh bạo vậy thì tốt không thể không nói tiếng vào chu người chu gần mực thì đen a à, hôm nay trước hết bắt ngươi luyện tay nghề một chút đi ngày sau cũng tốt thẳng thắn dứt khoát điểm nói vương nhị sắc mặt trong nháy mắt ngưng lại bước chân trên mặt đất vi đạp oanh mặt đất đánh nứt khác nào kính giống như dễ vỡ, nương theo lấy một thanh âm nổ vang lên. Cẩn thận! Long ca ở vương nhị sắc mặt ngưng lại trong nháy mắt, cả người tóc gáy dựng lên, như động vật bị sợ hãi giống như vậy, cả người cong lên, đồng tử, con ngươi đột nhiên rụt lại, theo bản năng đem lợi kiếm che ở trước người. Hư. Lấy trứng chọi đá, không biết tự lượng sức mình. Vương nhị trên không trung xê dịch, nhìn thanh kiếm bén kia, còn đang trong lòng nói nguy rồi một lúc, tiếp theo một cái chớp mắt, chen, nắm đấm thép ngang trời, nhỏ nhỏ nắm đấm tràn đầy sức mạnh cuồng bạo, cái kia tinh luyện thiết kiếm, phản phất đậu phụ làm thành bình thường yếu đuối, một giây cũng không ngăn cản, liền chiết thành hai đoạn. Long ca vẫn duy trì tư thế, một giây sau, thiết kiếm bẻ gãy, tiểu từng quyền tới người, một mụn xuất hiện ở phía sau lưng, lại một phần vạn không tới thời gian, hóa thành tàn ảnh, bay ngược. Đứng Long ca phía sau thanh sơn tông đệ tử, trong nháy mắt gặp tai vạ, trong nháy mắt thân thể bay lên không, hai mắt đột xuất, phản phất toàn thân bị tàu hỏa đánh sâu vào bình thường bại liệt, bay lên, bay ngược. Vương nhị cười gằn, rơi xuống đất, không chút nào không làm dừng lại, ở linh điểm lẻ một giây, lần thứ hai đập ra, mấy cái tiểu từng quyền rơi vào mấy cái cá lọc lưới trên. Hô! Quyết định, thu công. Vương nhị hồng nhiên nở nụ cười, vỗ tay một cái, tràn đầy trẻ thơ khí nhìn qua đáng yêu đến cực điểm. Ngạch. Hàng vọng ứa ra mồ hôi lạnh, hai con mắt trợn lên cùng đèn lồng như thế, gắt gao nhìn vương nhị, mang theo chút sợ hãi. Đây là hình người bạo lông đi. Phải là, không có sai, không có sai. Diệp Vấn Thiên cùng liễu sư muội không nói gì, cương trực đứng tại chỗ, bọn họ nhìn thấy gì. Vẹn vẹn chỉ là hai giây, không, hai giây suýt chút nữa, bọn họ liền thấy được thanh sơn tông bảy tên đệ tử, Hóa thành tàn ảnh, từng cái từng cái như là tao ngộ đại khủng bố giống như vậy, bay ra trăm mét có hơn, cả người sụi lơ, dường như thịt nát, rất thê thảm. Ha ha. Các ngươi đều đứng làm gì? Nhìn một cái các ngươi cái kia một thân thương thế, mau mau ngồi xuống giải lao. Nha nhà, đúng rồi. Đã quên tự giới thiệu mình, ta tên Vương Nhị, đó là ta ca, Vương Đằng, hắn không thế nào yêu thích nói chuyện, các ngươi bỏ qua cho a. À? vương nhị cười hi hi dường như không có tim không có phổi đầu đất giống như vậy mà trên thực tế trong lòng ha 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 đáng giá đáng giá này sống giả bộ quá sung sướng nhìn một cái mấy cái này đầu đất trời ạ à, không được không được bình tĩnh ta muốn bình tĩnh không thể bại lộ không thể bại lộ việc trọng yếu muốn nhiều lần nói vương nhị ở bề ngoài nhưng là ngay thơ thiện ý hướng về bọn họ tới gần giống như trẻ con tử ngươi, ngươi đừng lại đây a. À. Hàng vọng trong lòng gọi thẳng, phía sau lưng trong nháy mắt ướt đẫm, hắn không muốn chết như vậy thảm. Diệp Vấn Thiên cùng Liễu Sư muội cũng là một trận tâm thần chập chờn, thật giống như một con voi ma mút mới vừa vào sông thực, miệng đầy máu tanh hướng ngươi áp sát cảm giác. Các ngươi nói chuyện a. À? Vương nhị cao mày, làm như có chút không cao hứng, kỳ thực trong lòng nhưng là vũ phát co ca. Vương đằng nhưng là lắc lắc đầu, đầy mặt đáng tiếc, mấy người này thật là không có dùng vậy thì bị dọa cho sợ rồi đối với vương nhị điểm ấy xiết hắn đã sớm mò thấy ta ta tên hàng hàng vọng hàng vọng theo bản năng ngơ ngác mở miệng lập tức ý thức lại đây ngượng ngùng nhếch nhếch miệng diệp vấn thiên cuối cùng cũng coi như bình phục một hồi trong lòng sống lớn thăm dò nói đa tạ ngạch các hạ ân cứu mạng tại hạ là càng nguyên tông đệ tử diệp vấn thiên vị này chính là sư đệ ta hàng vọng, vị này chính là thầy ta mùi liễu như yên. Không biết các hạ có gì chỉ giáo? Vô sự vô sự. Giang hồ binh sĩ gặp chuyện bất bình rút giao tương trợ quả thật chuyện thường, không đáng nhắc tới không đáng nhắc tới. Vương nhị lân lân, vung vung tay, cười nếp nhăn đều sắp muốn nhô ra. Diệp vấn thiên tràn đầy nghi hoặc, không biết giang hồ ra sao vật, nhưng cũng gần như hiểu vương nhị ý tứ của, thành khẩn không người, lạy bái, hay là muốn cảm tạ các hạ ân cứu mạng không biết các hạ có thể có yêu cầu gì tại hạ có thể làm nhất định làm được hang vòng cùng liễu sư mùi đồng dạng không mình hành lễ tiểu nhị đi rồi chúng ta nên về rồi vương đằng mở miệng không cần không cần cái kia ta có việc trước hết đi rồi chính các ngươi cẩn thận một chút a à. nói xong không đợi bọn họ đáp lại vương nhị theo vương đằng mấy cái lấp lóe biến mất ở Tùng Lâm trong lúc đó. Hàng vọng lúc này sụi lơ ngồi xuống, một mặt sống sót sau tai nạn dáng vẻ. Sư Huynh Diệp Vấn Thiên lắc đầu, xua tay. Ba người phức tạp nhìn hai huynh đệ rời đi phương hướng, thật lâu không nói gì, trong đầu đều bốc lên một ý nghĩ nơi nào tới yêu nghiệt. Động đất à, không. Đây là địa chấn của tháng này. Đây là siêu phẩm của tháng. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 16 Dưới bầu trời sao đối thoại Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Ha ha ha, ca, ta là không phải rất khóc Nhìn mấy người kia dáng vẻ, tuyệt, thực sự là quá tuyệt Vương nhị cười to, một bên mấy cái lấp lóe nhanh chóng lướt qua hơn 10 trượng xa Tẻ nhạt Vương đằng nguyết một cái, khóe miệng nhưng là hơi nhếch lên Cái này có thể là tẻ nhạt đây Cứu người sau khi tìm điểm việc vui, nhiều qua quyết bình bình một chuyện A. À. Vương nhị vẫn chìm đắm ở thế giới của chính mình bên trong, lại nói, hắn sẽ dùng 4 phần 10 thực lực đây, nếu như dùng toàn bộ thực lực, cũng không biết ba người kia có thể hay không sợ hãi đến cầm đều rơi xuống. Đừng xé những thứ vô dụng này, ta nói tẻ nhạc chính là tẻ nhạc, ngươi phải hiểu được, ta chấp ngươi một tay, ngươi, ha ha. Vương đằng một trận cười gằn, nhìn Vương nhị trong lòng phát lạnh. Vương nhị khóe miệng co rúng, nhất thời liền tức trò chuyện hứng thú, hoàn toàn không có gì hay. Lướt qua tùng lâm, vẫn giả lộc chính đang bẹp miệng, gặm tươi mới thân ngát cỏ xanh, vương nhị đi tới chính là một cước, giả lộc là một điểm phản ứng cũng không bình yên qua đời. Đi một chút đi. Đem giả lộc kháng ở trên người, vương nhị thiếu kiên nhẫn thúc giục, chỉ cảm thấy một trận mất hứng, nếu không hắn đánh không lại, cần phải đi tới lý luận lý luận. Vương đăng cười nhạt, Ngưu Xuẩn đệ đệ a, à? ơ, ờ, Tiểu Nhị, hai huynh đệ đây cũng là một được mùa lớn a. À? Một đại thúc vừa vặn từ cửa thôn đi ra, chỉ thấy đến bị giả lộc che khuất thân thể Vương Nhị, chỉ lộ ra một cái đầu đến. Kha kha. Số may số may, này ngốc lộc tự mình rơi đến trong bẫy rập đi tới, tự nhiên kiếm được cái tiện nghi. Vương Nhị cười ngây ngô. Này Vương Đại Ngưu hai đứa con trai, thật đúng là không phải a, à, ngày sau tuyệt đối là cái đại nhân vật. hắc, này còn muốn ngươi nói, nhìn một cái cái kia hai tiểu tử, hiện tại thật giống chỉ có năm tuổi đi, bình thường săn bắn đội thật là tốt tay cũng không bọn họ cường. ghê gớm a, cũng không biết nhân vật như vậy, làm sao sẽ chuyển tới chúng ta tiểu vương thôn. nhìn cái kia thành thạo nhân trung tươi cười vương nhị, cùng với theo sau lưng hộ giá hộ hàng vương đằng, ven đường thôn dân không khỏi dồn dập trò chuyện cảm thán. hô có thể rốt cục đã tới đoàn người dần dần ít ỏi vũ phát tới gần chính mình hẻo lánh tiểu viện vương nhị vui mừng thầm hô lau một cái mồ hôi trên trán không sợ nhiều địch nhân sau nham hiểm giả dối chỉ sợ bọn họ nhiệt tình như lửa cái kia từng cái từng cái hảo ngôn hảo ngữ thôn dân làm hắn chỉ cảm thấy so với đại chiến một trăm trận còn muốn gian nan hư vương đằng ngươi nói một chút ngươi ngươi thì không thể bắt chuyện một chút không làm hại ta đây sao lui vương nhị cổng lấy giả lộc không kìm lòng được quay đầu lại oán trách một hồi chỉ vì vương đằng sẽ ở đây bày một bộ khuôn mặt tươi cười gặp người liền cười nhưng nói cái gì cũng không nói như vậy hắn chỉ có thể một người một mình đối mặt tâm lực tiêu tụy vương đằng nghe xong một điểm phản ứng cũng không chính là cười cười không nói lời nào lệnh vương nhị tức giận giận sôi lên nhưng là một chút biện pháp cũng không nhất thời thở phì phò cổng lấy trên người giả lộc gương mặt khổ đại thù sâu thô lỗ đẩy ra cửa gỗ tiến vào chính mình tiểu viện ơ ờ, tiểu nhị trở về đây là thế nào ai chọc ta vợ con hai ngồi ở trong sân nghỉ ngơi cha đột nhiên công lên nhất thời vui vẻ vương nhị phía sau vương đằng tiếp tục cười nhạt một mặt nhẹ như mây gió gián dấp không mang theo một tia dị dạng nhảy vào bên trong khu nhà nhỏ hừ còn không phải vương đằng liền biết giả cười chỉ biết bắt nạt ta hắn liền không biết giúp ta một điểm. Vương Nhị buồn bực ném trên người giả lộc, một mông đôn ngồi xuống, khuôn mặt nhỏ căng phòng, làm như làm nũng. Cha thấy, nhất thời nhìn phía Vương Đằng, một cha một con nhìn nhau nở nụ cười. Được được được. Cha thay ngươi giữ gìn lẽ phải a. À? Đằng nhi a, à, ngươi nói một chút ngươi, giả cười liền giả cười, làm sao có thể khi dễ như vậy để đệ ngươi đây, nhìn cho hắn tức giận. Ngươi muốn thật bắt nạt, muốn đánh hắn không dám sinh khí ngươi đây coi là xảy ra chuyện gì ta cho ngươi biết a à, như ngươi vậy không được có nghe hay không vương đằng cười hì hì được rồi cha ta nhớ kỹ lần sau ta nhất định làm được ngươi các ngươi các ngươi khinh người quá đáng vương nhị há hốc mồm này cha cũng quá thiên vị đi vừa vặn sinh ra không giúp hắn nhìn hắn bị đánh còn chưa tính bây giờ còn kết phường bắt nạt hắn này thói đời không có cách nào lăn lộn vương nhị vụt đứng lên tiểu chân ngắn hừng hực chạy hắn phải lão nương cái kia cáo trạng hắn cũng không tin cái nhà này lẽ nào địa vị của hắn là thấp nhất không được hoàng hôn dưới thiên địa dần dần mát mẻ một vệt mờ nhạt treo lơ lửng phía chân trời phong làm nền trời lờ mờ như nước hiếm thấy nhàn nhã thư thích người một nhà ngồi ở trong sân vừa nói vừa cười ăn thức ăn đầy bàn được người yêu mến gấp có người cười to được người yêu mến ăn không ngon, có người bận bịu bắt đầu cướp thực. Chờ hỏi hôm nay xảy ra chuyện gì, hai huynh đệ chậm rãi mà nói, quyền đã yêu thú, chân đá kẻ ác, không chút nào tiêu sái, làm người ước ao, cũng khẩu không đề cập tới, Thanh Sơn Tông người từng tia từng tia điểm điểm. Cha mẹ nghe vui mừng, nghe an tâm, bọn họ không còn ước mong gì khác, chỉ cầu hai người này thật vất vả có được trẻ con, có thể khỏe mạnh trưởng thành, bình an nhất sinh, như vậy là đủ rồi màn đêm mát mẻ như nước trong nháy mắt mặt trời hoàn toàn biến mất thái âm xuất hiện treo lơ lửng cửu thiên thái âm lực lượng khắp cả tung chư thiên rơi vào một mảnh tinh khiết thế giới cha mẹ từ lâu nặng nề như ngủ tuy rằng thân thể của bọn họ ở hai huynh đệ nỗ lực dũ phát khỏe mạnh nhưng tinh thần tự hồ càng thêm suy nhược một năm không thể sau một năm chòm sao ở trên trời mạc trên lóng lánh lấm ta lấm tấm ánh huỳnh quang hóa thành tầng tầng tô điểm phản phất một bộ tuyệt thế vũ trụ tinh không thần đồ, hiện ra ở trước mắt, đưa tay, là có thể chạm tới thần bí. Vương nhị ngửa đầu nằm ở nóc nhà bên trên, nhàn nhạt quan ảnh, ở ánh trăng chiếu dịu dưới, ở gió nhẹ nhẹ phẩy bên trong, khẽ đung đưa. Làm sao vậy? Đại buổi tối nằm ở mặt trên, là có cái gì tâm sự sao? Vương đằng nhẹ nhàng nhảy một cái, đi tới nóc nhà bên trên, đặt mông ngồi ở vương nhị bên người, hỏi nếu là ở thường ngày giờ khắc này vương nhị nhất định là ở minh tưởng tu hành bên trong vượt qua nhưng giờ khắc này vương nhị chỉ cảm thấy tâm thần không tên có chút mệt nhọc làm sao cũng không tĩnh tâm được không có gì chính là đột nhiên cảm giác có chút buồn bực muốn tới nghỉ ngơi một chút vương nhị nhìn bầu trời sao vô tận xa xôi thở dài cùng trước đây ở trên bàn cơm tức đến nổ phổi tung nhiên cười to dáng vẻ hoàn toàn khác nhau vương đằng nghe xong liếc mắt nhìn vương nhị nở nụ cười ngược lại cũng nằm xuống ngắm nhìn bầu trời cũng tốt sư phụ nói rồi tu hành việc vốn là không cho phép nôn nóng nghỉ ngơi một chút chậm rãi cũng tốt bầu không khí đột nhiên trầm mặc lại hai huynh đệ ngước nhìn tinh không nhưng nói cái gì cũng chưa nói đột nhiên vương đằng đóng dưới mắt nói rằng tiểu nhị năm năm sau khi phải là chúng ta phân biệt ngày ta cũng không có gì muốn nói thế nhưng ngươi nhất định phải bảo vệ tốt chính mình, có việc không nên vọng động, phải nhớ, còn có ta ở phía sau ngươi. Vương Đăng rõ ràng, chính mình cha mẹ có khúc mắc tồn tại, chính mình tiểu đệ cũng có khúc mắc tồn tại, từ khi một năm trước sự kiện kia phát sinh sau khi. Hắn sợ, đến thời điểm Vương Nhị sẽ đầu óc nóng lên, xông thẳng trùng hướng về Thanh Sơn Tông đi tìm người phiền phức, mặc kệ Thanh Sơn Tông làm sao yếu, cái kia trước sau cũng là một tông môn, không phải bây giờ, thậm chí là 5 năm, năm sau, vẫn là hóa linh cảnh Vương Nhị, có thể khiêu khích. Vương Nhị hơi trầm mặt, âm thanh hơi chút trầm thấp, yên tâm đi, ta sẽ nắm phân tất. Dứt lời, lần thứ hai rơi vào trong trầm tĩnh, gió nhẹ tiếp tục thổi hai người, hữu ảnh tử ở phía sau phiêu diêu. Được rồi. Nói mở ra tâm đi, ngươi năm năm sau, sẽ đi nơi nào? Vương đằng sửa sang lại tâm tình, trên mặt mang theo một nụ cười, ngày sau thời gian còn dài hơn, trẻ con tử bọn họ còn có vô hạn tương lai ta à vương nhị ánh mắt lấp lánh không khỏi dẫn theo ti tiếu ý ta có thể sẽ đi trước càng nguyên tông sau đó đi hắn không kìm lòng được liền nghĩ đến dịp vấn thiên hàng vọng liễu như yên ba người ba người kia vẻ mặt phản ứng phản phất dường như vừa phát sinh ở trước mắt giống như vậy để hắn nhạc không chi cho dù là trước đây tâm tình nặng nề cũng không khỏi bị hòa tan mấy phần đúng rồi vậy còn ngươi Vương Đằng nhìn thấy Vương Nhị giáng dấp, cũng không khỏi dễ dàng hạ xuống. Ta a, à, ta nên dựa theo sư phó kế hoạch đến đây đi. Đối với đạo thích thiên, Vương Đằng là cảm kích, là cảm ơn, không chỉ là truyền đạo học nghề chi dạ, càng có cha mẹ ân cứu mạng. Những ân tình này, hắn thật sâu ghi nhớ trong lòng bên trong. Vì lẽ đó, cho dù là đạo thích thiên truyền cho hắn những kia trong tin tức, có cái kia rất rất nhiều, thậm chí có thể tác diệt ngôi sao nhân vật mạnh mẽ hắn vẫn như cũ việc nghĩa chẳng từ nan. Cẩn thận một chút, ngươi cũng còn có ta cái này đệ đệ. Vương nhị hé miệng, hắn rõ ràng, chính mình người ca ca này rất khác với tất cả mọi người. Biết đến càng nhiều, nghi hoặc mới càng nhiều, cho tới bây giờ, hắn mới thật sâu rõ ràng, hắn ở thai trong bụng gặp được tình cảnh đó, đến cùng, là có cỡ nào khó mà tin nổi. Đêm đó, yên tĩnh mà du thích, hai huynh đệ nói chuyện trắng đêm, có cười khẽ, cũng có thở dài, dù cho mấy trăm năm sau, cũng đặc biệt hoài niệm đêm đó. Đạo lộ là cô đơn, phàm trần là tịch mịch. Dành cho độc giả thích ma tu, có tu đạo thiết huyết, có nhân sinh hóa phàm, có sinh tử luân hồi. Mời đọc. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 17 Mười năm kỳ mãn, tìm long ra nguyên. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Đằng nhi, tiểu nhị, từ các ngươi điểm linh ngày lên, đến bây giờ, đã có 7 năm thời gian đi. Đạo Thích Thiên đứng trên đỉnh ngọn núi, nhìn hai người, ánh mắt dài lâu, mang theo tia cảm thán. Đúng đấy, vậy thì đi qua 7 năm, tiểu nhị, cũng đã có 10 tuổi lớn. Vương Đằng đồng dạng thở dài, phản phất đối với thời gian trôi qua tràn đầy đáng tiếc. Tuy rằng lời nói này không có tật xấu, Vương Nhị nhưng là không còn gì để nói, trên đỉnh đầu đều phản phất có mơ hồ hắc tuyến ở lăng, nghe được hắn, có đánh người kích động không biết nói chuyện liền nhìn nói chuyện. Vương nhị chửi nhỏ, thật vất vả ấp ủ cảm xúc, hoàn toàn bị hắn nói cái kia mấy câu nói cho trộn lẫn không còn. Nhìn, lớn rồi, không tốt quản a. Vương đằng lại là một tiếng thở dài. Ta rất sao? Vương nhị khóe miệng có giật, nghiến răng nghiến lợi, hung hăng nắm chặt nắm tay nhấc lên, lại lẳng lặng buông xuống, không cam lòng buông ra. Vương đằng cười nhạt, tiểu nhị vẫn là rất ngoan. Ừ, không sai, thật biết điều. Ha ha, đạo thích thiên cười khẽ, được rồi, hôm nay liền đừng vội lại như vậy chi náo loạn, hôm nay qua đi, chính là phân biệt, lại gặp lại, vậy cũng không biết ra sao lúc. Vương nhị sắc hơi ngưng lại, tức giận cảm xúc tan thành mây khói, trên mặt một tia ưu sầu, nhưng là làm sao cũng chôn giấu không được. Mười năm, rồng đã mười năm thời gian. Mười năm làm bạn, cả ngày lẫn đêm ở chung, có khổ có cười, có giận có thai đùa giận cãi nhau từ lâu khắc vào trong lòng hắn đột nhiên vào đúng lúc này nói phân biệt nói khó tái kiến vương nhị trong lòng nhất thời tràn đầy cảm giác khó chịu không cầm được độc cô bao phủ ở trong lòng tiểu nhị vô sự nếu là muốn tái kiến ta sẽ bất cứ lúc nào đến xem cho ngươi vương đằng đi tới vương nhị phía sau không lớn thân thể cũng đang giờ khắc này tràn đầy trưởng thành khí tức cứ việc trên mặt của hắn cũng tràn đầy phức tạp trống trải trên đỉnh ngọn núi, vào thời khắc này, vũ phát có vẻ tịch lưu hiu quạng. Gió lạnh gào thét mà qua, lưu lại vô tận hàn ý, may mắn tiếp tục sống sót còn sót lại một cây cỏ tạp, ngoan cường ở trong gió rét sừng sững không ngã. Vương nhị trầm mặt không nói, nhưng trong lòng phản phất có thiên ngôn vạn ngữ, đến bên mép, làm thế nào cũng nói không mở miệng. Vương đằng cười nhạt, tay nhỏ khoác lên trên người hắn, giống nhau không ai không ngôn ngữ tất cả tất cả đều ánh vào đạo thích thiên con ngươi bên trong nhìn hắn một trận cảm thán năm tháng a nhớ lúc đầu năm nào thiếu thời gian tôi chung quy hay là muốn thành thánh a nếu không thành thánh tất cả đều là huống công hai người các ngươi bình phục một hồi tâm tình đi hôm nay cũng nên là các ngươi khải linh lúc sau đạo thích thiên chậm rãi nói rằng vương nhị cùng vương đằng vốn là được trời cao chăm sóc một thân thai bên trong khí thêm vào đạo thích thiên rất sớm gặp phải có thể bảo tồn. Có thể nói thiên tư mạnh, có một không hai, ít có người cùng. Một khi điểm linh, càng là tương đương với nửa bước khải linh mức độ, nếu là người thường, làm sao hoa rồng đã 7 năm thời gian đi quẩn linh, phải biết, tu hành là có giai đoạn, càng là đến mặt sau, tu vi tiến bộ liền vũ phát khó khăn, thường là mấy năm, vài chục năm, thậm chí trăm năm không được tiến thêm. Nhưng mà, vương nhị cùng vương đằng vẫn là việc nghĩa chẳng tự nang làm, Tuy rằng bọn họ hiện tại cũng không hiểu, nhưng sau trăm tuổi, bọn họ nhưng là vàng phần vui mừng, này, đều là cơ duyên A. À. Chốc lát, vương nhị ánh mắt ngưng lại, thật sâu thở ra một hơi, đạo sư thúc, ta chuẩn bị xong. Vương đằng xa xôi đứng ở một bên, không vội không nóng nảy, một tia khí chất đặc thù, thiếu niên đế giả khí tức, bắt đầu thai ngén chờ đợi hoàn toàn nở hoa kết quả. Vậy ngươi ngồi xuống đi, đằng nhi trước tiên đứng ở một bên chờ đợi. Đạo thích thiên nặng nề thổ khí, cho dù là lấy tâm tình của hắn cũng không cấm có chút chờ mong. Hai người này yêu nghiệt, tuy rằng vương nhị kém xa vương đằng, nhưng vẫn như cũ không phải hiện tại trong thánh địa những đệ tử kia có thể so với. Vương nhị chậm rãi ngồi xuống, nhắm hai mắt lại, tĩnh tâm ngưng thần, bảo nguyên thủ nhất, một viên hỗ nguyên năm màu quang đang lặng yên tại ý thức trong biển hiện ra, mà ở trong cơ thể hắn, một viên tỏa sáng rực rỡ năm màu quang đang từ từ chuyển động bên trên năm màu càng thâm thúy hơn cảm động, làm cho tâm thần người hoa mắt. Nó mỗi một lần chuyển động, đều có điểm điểm ánh sáng chói lọi rơi ra, phản phất ngôi sao giống như rơi, hòa vào trong cơ thể. Chỉ là, cái kia quan đang thoáng có vẻ có tia hư huyễn, không giống nhân gian đồ vật. Đạo thích thiên ngưng thần, ánh mắt nghiêm nghị, sau một khắc, một điểm thần mang ở trong tròng mắt hiện lên. Ở trong mắt, phản phất có một vòng thiên địa sơ khai, ngũ hành đảo ngược, đạo và lý đang vào lẫn nhau, phát họa thiên địa mỗi một cái cỏ, mỗi một giọt nước. Sau một khắc, đạo thích thiên vương tay ra, làm như phá vỡ cái gì giới hạn, vương đặng cũng là ở một bên lỗ tai hơi động, dường như nghe thấy được cái gì tiếng vang. Vương nhị trên mặt càng thêm thần thánh, phía sau mơ hồ có vận sáng năm màu quanh quẩn, trong cơ thể càng là có ngũ quan thắp sáng, băng cơ ngọc cốt. Mà ở hắn bụng dưới đang điền nơi sâu xa, năm màu quan đang chuyển động vũ phát nhanh chóng, sáng vũ phát chói mắt, tràn đầy quang hải, đốt sáng lên toàn bộ như biển lớn đang điền. Năm màu quang đang càng chuyển càng nhanh, lập tức trung rẫy mơ hồ hình như có một tia ràng buộc hạn chế nó hiện thế. Vương nhị thản nhiên vẻ mặt lặng yên biến đổi, trao mày, mím chặt đôi môi, có một tia thống khổ. Một giây sau, đạo thích thiên nắm xong quyền bỗng nhiên một phen mở ra, năm đạo năm màu linh quang ở trong hư không tản ra thần thánh tâm ý có phong mang có thể phá thiên kim ý, có vạn vật thức tỉnh mộc ý, có hậu đức tái vật đất ý, có xa xôi lưu chuyển thủy ý, cũng có cháy hết hết thảy lửa ý. Đạo thích thiên lần thứ hai một phen trưởng, làm như một thế giới đột nhiên đè ép lại đây, năm đạo linh quang ở trong hư không làm như có ý thức phản kháng. Hạt gạo ánh sáng cũng dám làm càng. Cho ta đi vào. Đạo thích thiên quát nhẹ, như hoàng trung đại lữ, thiên địa thanh âm. Tiếp theo một cái chớp mắt, năm đạo linh quang không cam lòng tràn vào vương nhị trong cơ thể, năm màu quang đang làm như nghe thấy được cái gì ngon đồ vật, ở trong đang điện bay nhanh, đuổi theo năm đạo linh quang chính là một trận niệm, dường như mèo vần chuột. Đạo thích thiên hai con mắt lần thứ hai thần quang thả, vương nhị trong cơ thể năm đạo linh quang, nhất thời hơi ngưng lại, bị theo sát mà đến năm màu quang đang từng cái thôn phệ. Chớp mắt, phong ngừng, cây tỉnh, phản phất thời không ngưng trệ. Oanh, trong giây lát, vương nhị trong cơ thể truyền đến một tiếng nổ vang, năm màu sóng lớn từng vòng ở bên ngoài cơ thể dập dần. Bị năm màu sóng lớn bao phủ mà qua núi đá thổ mộc, tất cả đều biến mất hết sạch, phản phất, vốn cũng không có chúng nó từng tồn tại. Vương đăng, sắc mặt ngưng lại, này năm màu sóng lớn, hắn cảm nhận được một tiên nguy hiểm. Một giây sau, đạo thích thiên phục hồi tinh thần lại, vui mừng nở nụ cười, không sai, vung tay lên, thiên địa khôi phục thanh minh, trên đỉnh ngọn núi, tất cả tất cả đều hoàn nguyên. Vương nhị trên mặt bị ngũ quan bao phủ, ý thức hải bên trong tất cả đều là một viên năm màu châu chiếm cứ, mà ở hắn bụng dưới, một viên năm màu châu từ từ chuyển động, có linh khiếu tuệ quan hiện, có chân ý bộc phát, tự nhiên mà thành, đoạt thiên địa tạo hóa, hình như có vô cùng ảo diệu, ở mỗi một lần lấp lóe hiện lên. Đằng nhi, đến đây đi, tới phiên ngươi. Đạo thích thiên thở phào, nói rằng. Đối với Vương Đằng Khải Linh hắn hoàn toàn không lo lắng, dù sao điểm Linh lúc xuất hiện cái bóng mờ kia, cũng không phải bại sức. Không phải vậy, thiên định chi tư chẳng lẽ không phải nói suông làm sao có thể xưng tụng thiên định. Mà trên thực tế, Vương Đằng nhưng là đại đế chi tư, đạo thích thiên nhưng từ chưa nghĩ tới, dù sao, thành thánh đã siêu thoát dòng sông thời gian, có siêu phạm uy năng, làm hắn khó có thể tưởng tượng. Nếu là biết Vương Đằng thai bụng bí ẩn, hay là đạo thích thiên sẽ hiểu hắn đến cùng làm sao khủng bố nhưng duy nhất tri tình vương nhị nhưng từ chưa đề cập không nói khó mà giải thích tại sao hắn ở thai trong bụng thì có ý thức càng là vì bảo vệ vương đằng dù sao thành đế từ lâu là viễn cổ truyền thuyết cho dù là đạo thích thiên hắn vẫn như cũ không yên lòng vương đằng liếc nhìn vương nhị cười cợt nhìn dáng dấp tiểu nhị thực lực có tăng lên rất nhiều a à, như vậy hắn thì càng thêm yên tâm lập tức ngồi xuống, nhắm chặt mắt lại, khóe miệng còn mang theo ti tiếu ý. Đạo thích thiên vẹn vẹn chỉ là một điểm, sẽ thu hồi rảnh tay, còn dư lại, cũng không phải là hắn có thể nhúng tay. Thời gian xa xôi, đảo mắt, thời gian một ngày, trôi qua một nửa. Vương nhị tỉnh lại, mở hai mắt ra, giống như học sinh mới, thiên địa là như thế thanh minh, sạch sẽ, càng có năm màu quan hạt trên không trung lấp lóe, phản phất đang cùng hắn chào hỏi. Vương Đằng từ lâu lẳng lặng đứng ở một bên, không hề dấu hiệu, phản phất, chưa từng khải linh. Hai huynh đệ nhìn nhau nở nụ cười, Vương Nhị há mồm, khỏe không? Vương Đằng gật đầu, được. Đạo Thích Thiên nhẹ nhàng nở nụ cười, vung tay lên, các ngươi trở về đi thôi, ngày mai các ngươi liền đem đi rồi, khỏe mạnh cùng các ngươi cha mẹ tụ tụ đi, ngày sau, không có gì cơ hội. Tiếp theo một cái chớp mắt, quen thuộc tiểu viện ánh vào hai huynh đệ mi mắt, tràn đầy một bàn cơm nước, còn liều lĩnh hừng hực nhiệt khí. Cha khóe mắt nếp nhăn nhăn lại, trở về a, à, vừa vặn vừa vặn, ăn cơm đi, đây chính là ta và các ngươi nương chuẩn bị một ngày, mới làm tốt. Lão nương trong mắt có tia hồng ý, nhanh ngồi, nhanh ngồi, đằng nhi, tiểu nhị, ngồi vào mẹ bên người đến. Ôi chao, được. Hai huynh đệ cùng nhau gật đầu, cộc lốc nở nụ cười, ngồi xuống. Hơi có tia mờ nhạt dưới bầu trời vương nhị cùng vương đằng trong bát, tràn đầy chiếm cứ thịt cùng món ăn, không nửa thả xuống một tia nó vật. Đêm đó, nhất định là cái chưa chập mắt đêm. Đêm đó, rất dài. Đạo lộ là cô đơn, phàm trần là tịch mịch. Dành cho độc giả thích ma tu, có tu đạo thiết huyết, có nhân sinh hóa phàm, có sinh tử luân hồi. Mời đọc. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 18 Ngẫu nhiên gặp thịnh kiệt nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Không biết tên trên ngọn núi nhỏ, biển rừng rậm rạp, một cơn gió thổi qua, xanh biếc lãng cuồn cuồng. Hải dương màu xanh lục bên trong, có côn trùng kêu vang, có chim hót, có thú rống, sau một khắc, toàn bộ vắng lặng. Vù, không gian khác nào gương giống như phá vụn, lộ ra một cái một người cao đen tối hát động. Trong hắc động, một bóng người không ngừng đi tới, không nhanh không chậm, sắc mặt bị không gian hắc ám che chắn, chỉ có thể lúc ẩn lúc hiện nhìn thấy cá nhân hình, không cao, không gầy, không luồn, không mập. Cũng không lâu lắm, bóng người liền đi tới đường hầm bên, ánh mặt trời sáng rỡ chiếu vào mặt của người kia trên, chiếu rọi ra khuôn mặt nhỏ nhắn, thanh tú tuấn giật, đặc biệt một đôi mâu, dưới ánh mặt trời, sáng lạng như ngôi sao, tràn đầy linh tính. Nhìn trước mắt tràn đầy sinh cơ lục lâm, vương nhị trong lòng không nói ra được phức tạp, vừa có ngư dược biển rộng tự do vui sướng, lại có ly biệt ưu sầu. Một bước đạp ở núi nhỏ thổ địa bên trên, vương nhị chạm đích, hướng về hắc động không gian bên trong chính là một cung, hắn rõ ràng, không gian một đầu khác, đạo sư thúc cùng vương đằng đang xem hắn. Ca. Tất cả cẩn thận, ta chờ ngươi quân lâm một ngày kia. Hắc động mơ hồ phá vụn, trở nên mơ hồ, vương nhị thẫn thờ đứng tại chỗ, rù rì nói. Ngươi cũng cẩn thận hát động một bên khác trên đỉnh ngọn núi phương thốn trong lúc đó vương đằng mỉm cười nhẹ nhàng nói rằng hát động biến mất giữa núi rừng lại vang lên vui vẻ côn trùng kêu vang chim hót có thú rống ở phía xa mơ hồ trầm thấp thăm dò vương nhị nhắm mắt lại lần nữa mở hít một hơi thật sâu điều chỉnh một phen tâm tình lúc này mới chạm đít rời đi bánh xe bánh xe cưỡi nhanh lên một chút nhanh lên một chút càng nguyên tông ba năm một lần thu đồ đệ đại điển lập tức liền muốn bắt đầu này nếu như đã muộn vậy thì không có cơ hội một chiếc xe ngựa bay cũng tự như bay vút qua bên trong buồng xe gấp hô tiếng càng là rõ ràng truyền vào mới vừa từ giữa núi rừng bước ra tới vương nhị truyền vào tai càng nguyên tông kha kha không biết ba người kia còn có nhớ hay không ta vương nhị có chút non nớt khuôn mặt nhỏ nở nụ cười hắn vì sao lại đến càng nguyên tông đi ba người kia công lao có thể nói phải rất lớn. Chính là không biết ba người kia nếu như biết rồi vương nhị đến đây, là nên kinh hỉ đây. Vẫn là kinh hải đây. Ngẫm lại phản ứng của bọn họ, vương nhị liền tràn đầy chờ mong, lập tức, cẳng chân một bước, liền nhảy lên mười mấy mét ở ngoài bên trên đường. Vừa đi, vương nhị một bên ở trong miệng hừ nhẹ, một lúc tiểu nha sau tiểu nhị lan, một lúc sông lớn hướng đông chảy A, à, tịnh hát một ít kỳ kỳ quái quái lời nói chẳng được bao lâu, lại là một chiếc xe ngựa lại đây, chỉ là con ngựa kia cũng không phải phàm mã. Toàn thân trắng như tuyết, bốn vó trên có lửa vân lượng lờ, bầm ngựa càng là trắng nõn như tuyết, dồi dào dị thường, linh động mã nhãn, trợn tròn lên, bốn vó bước đi, phản phất mơ hồ có ánh lửa hiện ra, kéo lấy xe ngựa bay cũng tự như giống như bay nhanh, sau xe cuốn lên tầng tầng bụi đất. Chính, ngạch, thiếu gia, phía trước có cá nhân, xem ra thật giống cùng ngài không chênh lệch nhiều ôi chao. Đảm nhiệm người chăn ngựa thì vệ, đột nhiên chậm xuống xe ngựa, hướng về bên trong buồng xe thiếu gia nhà mình nói rằng. Nha! Lẽ nào hắn cũng là đi càng nguyên tông bái sư mà, ha ha, mau dừng lại, ta hỏi hỏi hắn. Đang khi nói chuyện, một con mập đô đô đầu từ bên trong buồng xe dò xét đi ra, mắt nhỏ bên trong, tràn đầy hiếu kỳ. Được rồi. Người chăn ngựa lúc này đáp lời, hắn liền biết thiếu gia nhà mình sẽ có hứng thú gặp chuyện bất bình một tiếng trống a à, phong vương nhị một bản đột nhiên câm miệng không hát chỉ vì một chiếc xe ngựa dừng ở bên người một con đầu heo tò mò nhìn hắn kinh sợ hắn khe nằm thật mập a à. vương nhị cả kinh đầu kia là thật giống như đầu heo tai to mặt lớn một giây sau mới phục hồi tinh thần lại ngươi làm gì thế có chuyện gì cái kia đầu heo nhỏ mang theo ánh mắt mong chờ cũng không quản vương nhị vô lễ dáng vẻ huynh đệ ngươi cũng là đi tham gia càng nguyên tông thu đồ đệ đại điển à làm sao ngươi cũng là vương nhị cau mày cảnh giác hỏi tuy rằng cái kia lái xe người chăn ngựa có chút mạnh nhưng hắn tự tin chính mình được bị thương vẫn có thể nắm dưới hắn dù sao khi hắn bên trong đan điền linh hải sôi trào mãnh liệt khuấy động linh lực càng là không cầm được lăn lộn. Bên trong đang điện bầu trời, càng là muôn màu muôn vẻ, một viên năm màu châu như đại nhật giống như soi sáng, treo cao, thả ra thần uy. Đúng đúng đúng. Ta cũng là đi càng nguyên tông, đã như vậy, huynh đệ, không bằng lên xe của ta đến, cái kia thu đồ đệ đại điển nhưng là lập tức liền muốn bắt đầu, nếu không phải có thể tại chỉ định trong thời gian đạt đến, nhưng là mất đi tư cách. Người chăn ngựa trong miệng cửu thiếu gia chờ mong nhìn vương nhị, phát sinh mời vương nhị trầm tư này đầu heo hẳn là sẽ không âm hắn chứ nghĩ đi nghĩ lại thực sự không nghĩ ra có thể đối với hắn có ảnh hưởng gì lúc này gật gật đầu cố hết sức đạo vậy được đi ta với ngươi cùng đi vào trung thúc ngài nhanh nhường một chút để hắn tới cửu thiếu gia ở bên trong buồng xe đè nén hưng phấn nói rằng được rồi trung thúc lúc này đứng dậy đồng dạng cao hứng tươi cười nói rằng tiểu huynh đệ. Lên đi, như có mạo phạm, kính xin nhiều tha thứ a. À. Nhìn chủ này bọc hai người nhiệt tình chiêu đãi, vương nhị nghĩ mãi mà không ra, nhàn nhạt gật gật đầu, bước lên xe đi, trong lòng nhưng là tràn đầy cảnh giác, bất cứ lúc nào chuẩn bị bạo phát. Nhìn thấy vương nhị rốt cục đi vào, trung thúc lúc này mới xa xôi thở dài, đầy mặt vui mừng. Hắn là cửu thiếu gia mẫu thân bồi dưỡng lên tâm phúc, là nhìn cửu thiếu gia một chút lớn lên bởi vì hoài thai thời gian xảy ra chút bất ngờ, dẫn đến cửu thiếu gia sinh ra được liền mập không ra hình thù gì, có thể nói phải kỳ xấu cực kỳ, giống như đầu heo. Hơn nữa vị trí hoàn cảnh, càng là dẫn tới cửu thiếu gia cha của hắn không thích, chúng huynh đệ bài xích, từ nhỏ đã là một người chơi đến lớn, không có bạn chơi, bằng hữu. Cái kia hiểu chuyện hiếu thuận rồi lại đáng thương gián dấp, thật sự nhìn trung thúc đau lòng đến cực điểm. Rồi mới hướng vương nhị vô lễ ánh mắt thờ ơ không động lòng, chỉ vì khoa trương hơn càng quá đáng đều có, đã nhìn quen không trách. Mà Vương Nhị đồng ý làm bạn, cái kia càng là niềm vui bất ngờ, lúc này mới có chủ này bọc hai người quái dị cử động. Đúng rồi, ta tên Thịnh Kiệt, năm nay 13, rất hân hạnh được biết ngươi, ngươi là người thứ nhất nguyện ý cùng ta cùng xe huynh đệ. Thịnh Kiệt cười hai mắt không nhìn thấy vá, một bên thay Vương Nhị rót trà, tự giới thiệu mình. Lên xe, Vương Nhị mới phát giác người trước mắt này quái dị, thân thể kia cùng đầu, cũng quá không hài hòa đi. Thân thể mặc dù là có chút mập, nhưng là chỉ là hơi có chút mập mạp, nhưng này đầu, hoàn toàn giống như là bị đặc thù tăng mập như thế. Nghe được hắn, Vương Nhị Vũ phát cảm giác quái dị, người này là nghe không ra hắn bài xích à, sao còn đối với hắn khách khí như vậy, kích động như thế, đừng không phải đầu óc không phát dục được rồi. Lúc này không mặn không nhạt nói, ta tên Vương Nhị, vừa 10 tuổi mãn. Tên rất hay đây thực sự là tên rất hay a à, vừa nghe liền, liền. Thịnh Kiệt lời còn chưa nói hết, Vương Nhị liền thẳng tắp theo dõi hắn, chầm chú nhìn chầm chầm hắn, trong nội tâm tràn đầy phiền muộn, liền danh tự này cũng còn tốt, ngươi sợ là ở trêu ta đi. Thịnh Kiệt ngượng ngùng nở nụ cười, vỗ mông ngựa vỗ tới tận đùi đi tới. Hắn cũng thực sự không có cách nào, nhìn thấy thật vất vả gặp phải một không sắp xếp như thế nào khiển trách người của hắn, hắn thật sự là hưng phấn, không nhìn được đã nghĩ nhiều lời mấy câu nói. Cái kia, ngươi sao một người a à, xin lỗi a à, ta thực sự không nhìn được muốn hỏi. Bọn họ ở nhà. Vậy cũng thực sự là đáng tiếc, theo ta như thế, chúng ta cũng thật là hữu duyên a à. ha ha, từ, đúng rồi, huynh đệ ngươi sao nghĩ đến đi càng nguyên tông, ta đã nói với ngươi, càng nguyên tông hiện tại tuy rằng không thế nào, nhưng trước đây, ta nghe nói nhưng là ở toàn bộ đông vực đều tiếng tâm lừng lẫy à, là thế này phải không, tốt. Thịnh Kiệt tiếp tục không ngừng mà nói, không ngừng mà hỏi, trên mặt hai đống thịt trung lên một cái. Vương Nhị buồn bực ngán ngẩm, tùy tiện qua loa, cẩn thận quan sát bên trong buồng xe cấu tạo, này bên trong xem ra tuy rằng không một chút nào xa hoa, nhưng không tên đích xác làm người phi thường thư thích. Thịnh Kiệt làm như nói khác, ngừng lại, rót một chén trà, uống một hơi cạn sạch, lập tức quay đầu nhìn phía Vương Nhị, lại muốn mở miệng nói. Vương nhị mắt sắc, thừa dịp khe hở, cướp hỏi nghi vấn trong lòng, ngươi này, đầu là chuyện gì xảy ra? Gián dấp kia, hắn là thật sự càng xem càng cảm thấy quái gì, bị môn gấp, cũng không có như vậy chứ. Thình Kiệt muốn tờ miệng, nhất thời đóng trở lại, hiếm thấy lần thứ nhất lộ ra phiền muộn thương tâm vẻ mặt, nhìn Vương nhị đều cảm thấy thật không tiện, dù sao, nhân gia vẫn đối với hắn khách khí, hắn như vậy đâm nhân gia chỗ đau, tự hồ có hơi không chân chính lúc này ấy nấy bù đắp một câu, xin lỗi a, à, ta thật sự là quá hiếu kỳ. ngươi nếu không muốn nói cũng không có chuyện gì. Thịnh Kiệt buồn bực biết, tiếng trầm nói rằng, mẹ ta nghi ngờ ta thời điểm xảy ra chút bất ngờ, có người ở nàng trong nước thả thuốc, sau đó, ta sinh ra tự thành bộ dáng này. Vương nhị tặc lưỡi, đây đều là cái gì tao ngộ a, à, không khỏi vui mừng, cũng còn tốt đại ca hắn khi đó không ý thức, không phải vậy, hắn cảm thấy hắn sanh ra thời điểm cũng sẽ là một đầu heo đi. Chốc lát, phía ngoài phu xe truyền đến âm thanh. Thiếu gia, càng nguyên tông đến. Động đất à, không. Đây là địa chấn của tháng này. Đây là siêu phẩm của tháng. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 19 Đăng Thiên Thê Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Nơi này chính là càng nguyên tông sao. Vương nhị xuống xe, trước tiên đã bị cách đó không xa kỳ quan hấp dẫn chỉ thấy hai tòa mấy trăm trường núi cao liên kết vừa vặn ở chính giữa có một con hành lang cũng có núi môn đứng lặng bên trên có khắc ba chữ lớn càng nguyên tông mà ở trước mắt của bọn họ là một chỗ cẩm thạch tạo nên thành quảng trường có tới mấy tiêu chuẩn sân bóng đá cỡ như vậy ở giữa đoàn người tụ tập chen vai thích cánh người ta tấp nập xa xa nhìn tới giường như một mảnh biển đen đang cuồng trào người này cũng thật nhiều a à cũng không biết ta có thể hay không bái vào càng nguyên tông sơn môn. Một con mập não từ vương nhị phía sau chui ra, đầy mặt hiếu kỳ, thịt liêm dưới mắt nhỏ, tất cả đều là vẻ mơ ước. Vương nhị nghe xong, biểu môi khinh thường, chỉ là càng nguyên tông mà thôi, phải biết, hắn nhưng là tiêu giao thánh địa người. Chỉ tiếc, nghĩ đến chỗ này, hắn sẽ không tự có chút buồn bực, nhớ tới ngày đó, đạo thích thiên sư thúc bô bô nói một tràng, nghe được cuối cùng, hắn mới biết, nếu muốn đi thánh địa, chỉ có thể chính mình một đường sông đến trung vực đi, nhớ hắn hỗ trợ. Vậy hay là nằm mơ càng thực tế một điểm? Ta đi. Các ngươi mau nhìn mau nhìn, có một đầu heo ôi chao. Ha ha ha, cái kia đầu heo tới làm chi, chẳng lẽ còn muốn tiến vào càng nguyên tông sao? Vương nhị sự chú ý nhất thời bị thu hút tới, vừa nhìn, chỉ thấy đám người ngoại vi có mấy 15-16 tuổi thanh niên, ở đây chỉ chỉ chỏ chỏ, cười nhạo cười mịa nó vẫn đúng là chính là cái tên này từ đâu xuất hiện cũng thực sự là làm khó hắn lại còn có thể dài lớn như vậy muốn ta ta sớm sống không nổi nữa hiếm có a à, ha ha tên như vậy nếu có thể tiến vào càng nguyên tông ta tại chỗ từ cái kia trên núi nhảy xuống ôi chao lý huynh ngươi làm sao có thể nói như vậy ngươi đây không phải sĩ nhục hiếm có hai chữ sao thật là có đủ vô lễ ha 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 Vương nhị tẻ nhạt lắc lắc đầu, những người này a, à, nhất định không tiền đồ, không trách đứng ở nơi này sao mặt sau. Lập tức vương nhị liền không nửa chú ý cái khác, chuẩn bị đi về phía trước. Xuống xe, phía sau thịnh kiệt đột nhiên cùng nhau nhảy xuống xe, đứng vương nhị trước người, nhăn nhó hỏi, vương huynh đệ, vân vân. Ta, ta có thể hay không với ngươi đồng thời? Cái kia phỏng chừng lại là một chất thải, thực sự là người lấy loại tụ, vật lấy quần phân A, à, đáng thương, đáng tiếc. Trong lúc mơ hồ Vương Nhị lại nghe được người khác đang bàn luận thanh âm của mình. Không có chuyện gì, ngươi như muốn cùng ta, liền đến thôi. Vương Nhị dững dưng như không nói, cho tới phía sau nghị luận lời bình, vậy hắn thì càng không cần thiết, dù sao, tu đạo giới là tàn khốc, mỗi một vị đại năng, thánh chủ cho dù là thánh nhân sau lưng, đều có vô số kẻ địch, có chửi rủa có trào phúng, có âm mưu quỷ kế. Những này là bước lên tu đạo trên đường vĩnh viễn không thiếu hụt. Nói xong, Vương Nhị liền hướng về đoàn người đi đến, Thịnh Kiệt cuốn quyết chạm đít quay về Trung Thúc dặn dò, Trung Thúc. Ngươi ở đây chờ xem, ta trước hết cùng Vương Huynh để trôi qua a, à. ngài sẽ chờ tin tức tốt của ta đi, kha kha. Trên mặt sẹo lồi rung lên một cái, phản phất quả đông giống như vậy, Thịnh Kiệt bắt đầu chạy, đuổi tới Vương Nhị bước tiến, trong lòng nhưng tràn đầy cao hứng, dù cho, lần này bái vào không được tông môn, hắn cũng hài lòng, bởi vì, hắn lần thứ nhất, có một người tên là Vương Nhị Bằng Hữu, tuy rằng, người bạn này rất lạnh nhạt. Phía sau Trung Thúc cười cợt, nhìn thịnh kiệt bóng lưng, tràn đầy nhân từ, vừa quay đầu, nhìn thấy những kiên nghị luận lời bình, quơ tay múa chân người, nhất thời khuôn mặt ý lạnh, dưới thân dị mã càng là rung lên, phì mũi ra một hơi. Chen chút sóng người, theo Vương Nhị tiến vào, phản phất tràn vào một luồng sức mạnh kỳ diệu, mỗi một lần Vương Nhị đi tới, khi hắn người phía trước cũng sẽ bị đạo đến hai bên không bị khống chế vương nhị vui mừng ở trong đám người ngang qua một bên còn ngẩng đầu nhìn một chút cái kia sơn môn nơi đó là bạch ngọc đúc thành sơn môn giờ khắc này đang có mấy vị đệ tử ở đây bảo vệ một thân bạch dùng nắm lợi kiếm khuôn mặt ngạo khí ai vậy có hiểu quy củ hay không ai hắn sao đẩy ta không con mắt a à. vương nhị một đường tiến lên bị tách ra mọi người dồn dập quát mắng nhưng lại đột nhiên nín trở lại nhìn bóng lưng của hắn trong lòng mọi người chỉ có một ý nghĩ đây là nơi nào nhô ra ngoan nhân ôi xem ra lại muốn thiếu một tiêu chuẩn đi theo phía sau thịnh kiệt liền hoàn toàn bất đồng theo sát lấy vương nhị không ngừng mà lẩm bẩm xin lỗi xin lỗi phối hợp với đầy mặt xếp lên thịt mỡ vừa nhìn cũng làm người ta cảm thấy dễ ức hiếp nếu không có có vương nhị ở mặt trước chống thịnh kiệt cần phải bị quần ấu không thể, ngay cả như vậy, đã ở trong lòng liên tục thầm mắng, đầy mặt khó chịu. Vương huynh đệ, ngươi cũng thật là lợi hại a. À? Thịnh kiệt đi theo vương nhị phía sau, một mặt cười ngây ngô, không nhịn được tán dương. Hừ, vậy còn cần ngươi nói. Vương nhị trong lòng thần khí thì thầm, trên mặt nhưng tràn đầy qua quyết bình bình, nhàn nhạt, từ một tiếng. Sau một khắc, một vị bắp thịt cuồn cuộn trên mặt có vết sẹo thanh niên bị lây ra nhất thời nổi giận Chạm đít gào thét ai muốn chết a à? vương nhị không thèm nhìn gật liên tục vẻ mặt đều không có tiếp tục đi về phía trước dù sao hắn liếc một hồi rất rõ ràng mặt thẹo thanh niên cũng là mới uẩn linh cảnh giới một thân linh tính càng là không đủ đến cuối cùng nói không chắc liền khải linh làm không được thịnh kiệt cũng không lưu ý dù sao trước bọn họ đi tới phần lớn người đều là ở đây mắng to tiếp tục đi theo vương nhị phía sau, nói tiếng xin lỗi, liền hướng trước đi đến. Đứng lại. Ngươi đầu heo, đùng phải ta còn muốn chạy. mặc thẹo thanh niên cánh tay tráng kiện, một cái đưa tới, kéo thịnh kiệt quần áo, chính là kéo một cái. Thịnh kiệt một lão đảo, suýt chút nữa không có bị đẩy ngã trên mặt đất, bên tai lại nhất thời truyền đến một trận cười vang chửi rủa, thịnh kiệt mặt, nhất thời đỏ lên. Đầu heo ngày hôm nay ngươi nếu như không cho tiểu gia ta dập đầu ba cái, ngươi liền có hay không muốn đi? Mặt thẹo thanh niên nghiêng miệng, xem thường nói rằng. Ngươi, ngươi cho ta buông tay. Thình kiệt tức giận, khổng lồ thịt mặt tràn đầy oan ức. Còn dám kêu gào. Mặt thẹo thanh niên trong trọng mắt tràn đầy khó mà tin nổi, phản phất đối với hắn không sợ sệt biểu hiện tràn đầy kinh ngạc, lúc này nghiêng miệng chính là một cái tác vỗ tới. Đùng, một cái tay vững vàng nắm chặt con kia lòng bàn tay, mạnh mẽ mà ổn định. Mặt thẹo thanh niên nhất thời đến rồi tính khí, trong cơ thể linh lực thôi thúc, lòng bàn tay có ánh sáng hoa lóng lánh, hình như có vô cùng thần lực. Nhưng mà, mặt thẹo thanh niên sắc mặt từ từ đỏ lên, cắn răng, nhắm hai mắt, phản phất ngật nải khí lực đều dùng đi ra. Hai cái tay vẫn như cũ vững vàng cố định hình ảnh trên không trung, không có một tia nhúc nhích tâm ý, ngoại trừ con kia mở lớn lòng bàn tay, có bạch hoa tỏa ra, chứng minh quả thật có chuyện phát sinh. Náo đủ chưa? Vương Nhị ánh mắt cân nhắc, tuy rằng hắn cũng không cho rằng cùng thịnh kiệt là bằng hữu, nhưng nhân gia chí ít tải hắn một đường, tóm lại là muốn trong năm một hồi. Huống chi, đối phó cũng chỉ là một tiện tay có thể ép chết cặn bã. Thấy cái kia mặt theo thanh niên còn đang kiên trì, Vương Nhị nhẹ nhàng hé miệng, hơi nhếch khóe môi lên lên, liền yêu thích các ngươi những này cậy mạnh nếu là không có những này cậy mạnh, hắn vẫn đúng là không biết làm sao trang, giả bộ đây. Tiếp theo một cái chớp mắt, vương nhị thoáng giật giật tay lại phản phất cái gì cũng không động. Mặt thẹo thanh niên lập tức trống to, đau đau đau. Buông tay, mau buông tay. Không biết tự lượng sức mình. Vương nhị buông tay ra, xì một tiếng, lại lần nữa chạm đích, thịnh kiệt, chúng ta đi. Nha nha. Thịnh kiệt ngơ ngác đi theo, trong lòng nhưng tràn đầy ý mừng, vương huynh đệ thật tốt. đoàn người rơi vào hiện lên vẻ kinh sợ, nhìn vương nhị nói không ra lời, phải biết cái kia mặc theo đại hán nhưng là một cái khá là nổi danh tu giả. nhưng mà kết quả kia, nhìn vương nhị đi tới phương hướng, người phía trước quần nhất thời giống như là thủy triều hướng về hai bên rút đi, căn bản không cần vương nhị lại mất công sức tiến lên. không sai, vương nhị nội tâm vui vẻ, hai tay chấp ở sau lưng nhanh chân tiến lên trong lúc mơ hồ phản phất nhận lấy toàn trường quan tâm cũng không lâu lắm một đạo tiếng chuông vang lên từ bên trong sơn môn truyền đến lanh lảnh mà vang dội xa xôi truyền vào mỗi người truyền vào tai theo sát một bóng người từ bên trong sơn môn bay ra ăn mặc một thân huyền bào tóc bạc mặt trẻ con phía sau có chúng đệ tử từ bên trong sơn môn đi ra đạo nhân lăng không đứng thẳng mắt lộ ra tinh mang dường như hư không sinh điện có vô cùng uy thế bao phủ toàn trường. Ta chính là càng nguyên tông trưởng lão, hàng phương, hôm nay, tự ta chủ trì thu đồ đệ đại điển. Hy vọng các ngươi có thể gia nhập ta càng nguyên tông, không phải một chuyến tay không đi. Hàng phương đứng ở không trung, xa xôi thở dài, tiếp đó, thu đồ đệ đại điển chính thức bắt đầu. Đạp đăng thiên thê, có thể trên 50 cấp người có thể vào ta tông, 90 cấp người có thể trực tiếp tiến vào nội môn, các ngươi, tự lo lấy đi. Dứt lời, hàng phương một lần nữa bay trở về sơn môn bên trên, bình tĩnh mà đứng, nhìn kỹ lấy nối thẳng sơn môn bạch ngọc đăng thiên thê. Đoàn người sôi trào, ô mênh mông đám người, hóa thành hắc triều, dần tới đăng thiên thê. Vương huynh đệ, chúng ta cũng đi chứ. Thịnh kiệt khát vọng liếc nhìn 99 cấp đăng thiên thê, nói rằng. Vương nhị cười lắc lắc đầu, đi thôi. Trong lòng nhưng hoàn toàn không phản đối. Chỉ là tác phẩm phỏng chế thôi đạo lộ là cô đơn, phàm trần là tịch mịch. Dành cho độc giả thích ma tu, có tu đạo thiết huyết, có nhân sinh hóa phàm, có sinh tử luân hồi. Mời đọc. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 20 Miệng độn Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Ở trong đám người ương, mấy chỗ trống trải phản phất bàn thạch đứng lặng, sừng sững ở dòng người bên trong, bốn phía đám người phản phất đàn kiến giống như vậy, gặp phải cái kia mấy chỗ địa phương liền tứ tán tránh lui trong đó một chỗ thình lình chính là vương nhị cùng thịnh kiệt hai người mà ở phía trên hàng trưởng lão thật lâu nhìn chăm chú trống trải nơi người dù sao có thể làm cho đoàn người thoái nhượng nhất định là có đặc sắc chỗ đối với người tài ba hắn tự nhiên sẽ quan tâm dị thường vương ngạch vương ca cái kia ta đi lên trước thịnh kiệt do dự một chút nói rằng Tuy rằng hắn thực tế tuổi tác so với vương nhị lớn, nhưng vương nhị bản lĩnh, nhưng triệt để chinh phục hắn, hắn cam tâm tình nguyện gọi ca. Vương nhị liếc mắt nhìn thịnh kiệt, cũng không nhiều nói, gật gật đầu. Thịnh kiệt thấy, nhất thời hưng phấn cộc lốc nở nụ cười, trên mặt thịt mỡ càng là dường như cuộn sóng giống như lăn, sau đó một bước bước lên, thân thể khẽ rung lên, liền ổn lại. Này phản phất là một tín hiệu, xa xa cách xa nhau không xa trẻ tuổi kiếm khách, sức sống bắn ra bốn phía thiếu nữ, công tử văn nhã giống như thiếu niên, thâm độc nghiêm mặt cười gần công tử. Dồn dập bước lên. Thú vị! Hàng trưởng lão không tính nghiêm túc cũng không toán hiền lành trên mặt, đột nhiên nở nụ cười, lập tức ngậm miệng không tiếp tục nói nữa, chỉ là trên mặt vẫn như cũ mang theo ti tiếu ý. Một bên chúng đệ tử tuy có hiếu kỳ, nhưng là không dám mở miệng hỏi dò, chỉ là cùng nhau vừa sáng hai mắt, muốn tra tìm là vị nào nhân kiệt lại có thể làm hàng trưởng lão cao hứng như thế. Vương Nhị cũng không nhiều hơn nữa làm suy nghĩ, không chút nào căng thẳng nhất chân bước đi tới, dù sao, Đạo Thích Thiên đã nói với hắn, chân chính đăng thiên thê, tại trung vực. Oanh, một luồng áp lực từ trong cõi U Minh hạ xuống, áp bức thân thể không nhúc nhích được, lại có một nguồn sức mạnh, từ bậc thang bên trên tuôn ra, muốn cầm cố trong cơ thể phun trào linh lực. Đáng tiếc, Vương Nhị còn không có cẩn thận lĩnh hội lĩnh hội vẽ này sức mạnh cầm cố, đã bị bên trong đan điện linh lực làn sóng đánh vỡ, liền một tia cầm cố thời gian đều không có. Đáng tiếc. Quá yếu. Nếu như dựa theo đạo sư Thúc nói như thế, ở chân chính đăng thiên thê trên, ta nên liền level một đều bước không đi lên đi. Vương Nhị cẩn thận nhớ lại một phen, lúc này mới lắc lắc đầu, thiệt thòi hắn còn có chút chờ mong đây, trong nháy mắt liền mất đi hứng thú mà lúc này thịnh kiệt lau mồ hôi, quay đầu lại liếc mắt một cái, chỉ thấy vương nhị còn đứng ở tầng thứ nhất bậc thang bên trên, nhìn mình, nhất thời trở về cái cười ngây ngô, lại lần nữa đi rồi lên. vương nhị lắc lắc đầu, này ngốc dáng vẻ, thật giống đột nhiên có chút ngu ngốc một cách đáng yêu, tuy rằng bộ dáng của hắn xác thực rất quái lạ, rất xấu. lục tục đám người từ hai bên lướt qua vương nhị, có người đứng le vơ một mặt trên hồng tai đỏ, có một đường bước lên trước đứng level 10 trên lão đà lão đảo, có, từ từ đồ chi, một bước vừa chậm. Mà ở tầng thứ 10 trên bậc thang, bóng người rốt cục dần dần giảm thiểu, mà ở 20 tầng trên bậc thang, hiện tại cũng cũng chỉ có rất ít mấy người, thình lình chính là cái kia mấy chỗ trống không nơi bóng người. Ngày mang soi sáng, gió nhẹ nhẹ phẩy, có kêu trên, có cắn răng, có cứng cỏi, không hề khuất, có từ bỏ, tức giận nổi, không phải trường hợp cá biệt trước mắt phản phất thoảng qua, hắn cùng với ca ca vương đặng ở thanh sơn trên, lưng đeo đạo thích thiên áp lực, một lần lại một khắp cả lên núi Hà sơn, cho đến mặt trời lặn. Ca! Ngươi yên tâm đi, ta sẽ khỏe mạnh. Vương nhị lạnh lùng khuôn mặt nhỏ, hiếm thấy nở nụ cười, là nên đi rồi, không đi nữa, sợ là vương đằng đều phải đánh hắn đi. Một bước lại một bước, trong cõi u minh áp lực, phản phất không có gì, ung dung mà tự tại, sân vắng tản bộ tư thái, trêu đến phía sau mấy trăm người trố mắt ngoác mồm, chỉ còn dư lại tràn đầy nản lòng, thực sự là người này so với người khác, tức chết người A. À. Đi tới level 10, áp lực lần thứ hai vọt lên gấp đôi, cầm cố lực lượng lần thứ hai tăng mạnh, tuy nhiên vẻn vẹn chỉ là một trong chớp mắt, một phần trăm giây chưa tới, vương nhị lần thứ hai đi tới, chỉ để lại phía sau càng nhiều người ước ao sùng bái thậm chí ánh mắt phẫn hận. Hô, hô. Thịnh kiệt một trận thở dốc, sắc mặt hơi đỏ lên, lần thứ hai chậm chậm, trong lòng không ngừng mà cho mình cố lên tiếp sức. Hắn, chịu đủ lắm rồi trong nhà bài xích, chịu đủ lắm rồi lạnh nhạt cùng khinh thường, chịu đủ lắm rồi trào phúng, thậm chí còn vì thế liên lụy mẫu thân, hắn không cam lòng, hắn phẫn nộ, lúc này mới mang theo trung thúc trời nhà trốn đi, đi tới nơi này đại thịnh vương triều đích xác một góc, xin thầy gia nhập càng nguyên tông. Mà này, hết thảy đều chỉ còn dư lại 30 bậc thang, vẻn vẹn vẹn, mươi. Một cái tay đột nhiên từ phía sau vỗ vào Thịnh Kiệt trên người, sợ đến hắn thật nâng không từ bậc thang bên trên té rớt mà xuống. Vừa quay đầu lại, cố lên. Vương nhị cười nhạt, này đầu heo nhỏ thật giống, thật không tệ. Thịnh Kiệt miếm miếm miệng, trọng trọng gật đầu, phản phất cả người lại tràn đầy sức mạnh, giơ chân lên, hướng về lần thứ hai nhỏ một vòng trên bậc thang bước đi. Mà lúc này, hai mươi tầng bậc thang bên trên, còn có gần ngàn người hình bóng, cầm đầu mấy người kia, chính đang 40 tầng trên đứng. Bọn họ hình như có hiểu ngầm giống như vậy, dừng lại ở bậc thang bên trên, hơi thở hỗn hển, dần dần bình tĩnh lại, làm như ở làm chuẩn bị, một hơi sông lên, tranh làm đệ nhất. Thời gian từng giọt nhỏ đi qua, Diệu Nhật dần, dần dần lên tới chỗ cao nhất, ánh vàng càng thêm hừng hực, tản ra kinh khủng nhiệt ý. Dưới bậc thang từ lâu đứng đầy mấy ngàn người, cũng chỉ có rất ít mấy trăm người còn đang đăng thiên thê bên trên dãy dùa dù sao, không lên được 50 cấp người, tóm lại vẫn là vào không được càng nguyên tông, cái kia cấp 10 cùng 49 cấp lại có gì khác nhau. Còn không bằng rất sớm từ bỏ quên đi, bọn họ vốn là chỉ là ông đánh cược một lần dự định. Mà ở trên cùng, cầm kiếm thanh niên mồ hôi đầm đìa, lông mày đã sớm bị mồ hôi ướt nhẹp, dính liền cùng nhau, trên người bạch y càng là có thể véo ra một đám lớn mồ hôi, đứng 73 cấp trên thở dốc giải lao theo sát phía sau 71 cấp trên, là một hoạt bát thiếu nữ, lòng lanh hạo con mắt, hàm răng khẽ mở, kìm nén khí thô thở nói. Mà ở 69 cấp trên, công tử văn nhã cùng thâm độc thanh niên cộng đồng đứng trên bậc thang, không có hình tượng chút nào ông lấy eo, miệng lớn thở dốc, liền lẫn nhau đã kích khí lực đều đã tiêu tan hết sạch. Mà ở 46 cấp trên, thịnh kiệt khúc chân, khuôn mặt dữ tợn, bên mép thịt mỡ, bị trong cõi u minh áp lực lôi kéo, phản phất cáp ba cậu giống như vậy, thịt nhão nảy sinh. Hai, nhị ca, muốn, nếu không ngươi đi trước đi, ta, ta, khả năng không kiên trì nổi. Thình kiệt mắt đỏ, trên mặt vệt nước trải rộng, không biết là nước mắt vẫn là mồ hôi. Vương nhị thở dài một hơi, đây thực sự là, rốt cục muốn đến phiên hắn ra sân sao. Không nghĩ tới có một ngày, hắn cũng sẽ dùng đến miệng động công phu. Đã từng hắn còn đối với lần này xem thường, nhưng khi thật đối mặt cảnh tượng như vậy nhìn thịnh kiệt từng bước từng bước kiên trì đi tới này chỉ kém cấp bốn địa phương hắn thực sự không đành lòng nhìn thấy hắn chịu khổ đào thải vận mệnh tiếp theo một cái chớp mắt vương nhị đóng nhắm mắt hít một hơi thật sâu trong lòng cảm khái vô hạn yên lặng cho mình cố lên tiếp sức ngươi có thể cố lên một cái tươi sống sinh mệnh đang đợi cho ngươi cứu viện đến đây đi đến đây đi ngươi có thể lập tức Chậm rãi mở mắt ra, hai mắt lấp lánh có thần, phản phất bao hàm không tên đích tình cảm giác, nhìn Thịnh Kiệt không khỏi thân thể mềm nhũng, lúc này liền muốn ngã xuống đào thải ra khỏi đi. Ảch, à, vương nhị sững sờ nhìn Thịnh Kiệt cắn răng kiên trì hạ xuống, trong lòng một trận vui mừng, suýt chút nữa a, à, suýt chút nữa hắn liền khẩu cũng không mở, liền kết thúc, đây không phải là quá mất mặt. Này nếu như vương đang biết rồi, đó không phải là để lại cả đời chỗ bẩn. Thịnh kiệt a à, ngươi cam nguyện từ bỏ sao a à, ngẫm lại ngươi tại sao phải tham gia càng nguyên tông ngẫm lại ngươi đi tới nơi này bỏ ra bao nhiêu ngươi không có lỗi chính ngươi sao ngươi đang ở đây ngẫm lại ở tông môn ở ngoài chờ ngươi trung thúc thổi gió lạnh chờ tin tức của ngươi ngươi nhẫn tâm sao ngươi ngươi suy nghĩ một chút ta ta vẫn hầu ở bên cạnh ngươi lẽ nào chính là nhìn ngươi thất vọng sao a à, ngươi ho khan một cái vương nhị rống chính là mặt đỏ tới mang tai trước nay chưa có trống to không kìm lòng được bị chính mình cho bị sặc lúc này mới trì hoãn thanh nói rằng ngươi đang ở đây ngẫm lại những kia nhìn ngươi chuyện cười người ngươi cam tâm từ bỏ sao ngăn ngắn ba mươi giây vương nhị rốt cục đem trong lòng nói toàn bộ thả mà ra thật dài hít một hơi không thử không biết thử một lần mới biết nguyên lai like, miệng độn cũng không phải nhẹ nhõm như vậy không chỉ muốn cổ họng được đầu óc tốt tình cảm còn muốn phong phú miệng còn muốn gọn gàng khí tức còn muốn dài lâu, quả thực là gây khó cho người ta. Thịnh Kiệt bị nói hai mắt càng đỏ chót, âm thanh nghẹn ngào mà trầm thấp, ta, ta không, buông tha cho. Nhất thời phát sinh sư tử giống như trống giận trầm thấp, toàn thân dùng sức, chân bước không đi lên, vậy chỉ dùng tay, tay không dùng được. Không cần lực, vậy chỉ dùng thân thể nhúc nhích. Này không chỉ là thực lực sát hạch, càng là đối với ý chí, đối với tinh thần sát hạch. Cấp 4, cấp 3, cấp 2, một cấp. Đích, phản phất thóa tay có thể đụng. Thịnh Kiệt hai mắt màu đỏ tươi, bên mép vô ý thức nỉ non, một cấp, còn có một cấp, một cấp. Dụng cả tay chân, thân thể nhúc nhích, phía sau vạn ngàn ánh mắt nhìn kỹ, có cầu khẩn, có nguyền rủa, có chúc phúc, cầu phúc, có chữ bới, càng có xem thường cùng đố kỵ. Một giây sau, Thịnh Kiệt nằm ở thứ 50 tầng trên bậc thang, mi mắt trầm trọng đóng đi tới, khóe miệng nỉ non, ta thành công. Vương nhị nở nụ cười, miệng độn, thành công. Đạo lộ là cô đơn, phàm trần là tịch mịch. Dành cho độc giả thích ma tu, có tu đạo thiết huyết, có nhân sinh hóa phàm, có sinh tử luân hồi. Mời đọc. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả.